Hello, hello. Hello, hello mọi người. Hello, hello mọi người. Dạ, thấy em chấm bài men nha mọi người ơi. Hello, hello. À, thấy em không? Cái này em còn ở khoảng 20 cái áo dài mọi người. 20 cái áo dài hồi đêm tặng luôn nha mọi người nha. Còn khoảng tầm 20 cái áo dài. Quần lẻ lẻ nè. Hàng lẻ lẻ lộn xộn tặng hết cho mọi người ha. Rồi chia sẻ like em đi mọi người. Chia sẻ like đi tình yêu ơi. Tặng áo dài nha. Tặng áo dài với em còn ít, nói chung là ít hàng bamboo á mọi người. Ít hàng bamboo với đồ lẻ, các ai muốn chốt quần jean nam gì mọi người comment cho em nha. Rồi mọi người ơi, chia sẻ like giùm em với mọi người. Hello, lên thôi mọi người, lên thôi. Ai muốn lên với mọi người comment em nha. Lôi cái bao áo dài này xuống luôn, coi còn ít áo dài không. Nè, bao nhiêu này? Tặng nó đầu này. Còn cái áo đen này đưa áo đen nó ra vô tặng đầu like luôn, cái áo đen mà mùa đưa vô tặng đầu like luôn.
Rồi xong thứ hai chứ anh chị? Ôi vô chấm bài tụi môi xong thứ hai chứ vợ? Vô thôi mọi người ơi, cái này còn cái áo màu đen nè, áo bông màu đen tặng luôn nha mọi người ha. Tặng luôn đầu like mọi người 29.000 này nè. 29k nha, ai nhanh tay được. Em còn ít áo dài. Chấm bài, ai đang xem chấm bài em nha mọi người nha. Chấm bài tương tác giùm em đi mọi người. Nói chung dạo này á, cái trang nó đã bớt tương tác rồi á, ai thấy thì chào nhau nha mọi người nha. Em tặng đầu like cho mọi người ha. Em có, nói chung em còn ít áo dài em tặng đầu like nha mọi người. Em còn ít áo dài xíu nữa em tặng luôn đầu like cho mọi người, giá siêu rẻ luôn. Nè cái này em còn cái áo em mua, nói chung bữa em có like rồi, cái này em còn sót lại ít nữa rồi để em tặng, giờ em tặng luôn cho mọi người ha. Rồi cái này là giá tặng nha mọi người nha, em tặng mọi người giá 29.000. 29k thôi. Nói chung là còn ít mà. Nè con này 499.000, ai nhận rồi biết nha, em có size luôn nha, XML, XL nha mọi người nha. Em có size XML chứ XL em hết rồi nha. Em tặng 29k hàng Bamboo nha. Nói chung chia sẻ like giùm em tặng 29.000 nha mọi người. Nói chung tương tác nó rất là thấp luôn. Nên là kiểu như là không bán em nghĩ hoài thì nó ấy, nhưng mà kiểu như em bán lấy tương tác thôi. Rồi ai đang xem like thì chấm bài chia sẻ like nha mọi người nha. Ủa sao kỳ vậy ta, nó bị gì em ta? Có ai thấy không mọi người? Ai thấy mọi người chấm bài lên đi mọi người. Đây, em thấy ai chưa nghe chị? Rồi để em tặng áo dài nha mọi người nha. Chấm 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 giùm em đi mọi người. Ai thấy thì chấm giùm em nha. Rồi em tặng áo bombo này với giá 29.000 nè. Nói chung ai nhận rồi thì biết đó mọi người ha. Em tặng 29k thôi, cái này còn ít nè. Thả cho em tim like nha mọi người. Rồi cái này em còn ít áo dài, cỡ khoảng 20 cái áo dài thì em tặng luôn hết cho mọi người, giá siêu rẻ luôn nha. Nói chung là em sẽ tặng áo dài luôn. Cái này nói chung là em còn cái mã hàng bamboo trơn này em tặng luôn cho mọi người với giá 29.000. Bamboo trơn này em tặng với giá 29k nha. Rồi em tặng 29k nha, rồi em còn ít áo dài em tặng luôn đầu like cho mọi người áo dài luôn nha. Cái này nó có size SML thôi nha, nó có 3 size thôi. SML ha mọi người ha. SML con size S này nó to như vậy này, size S này tương đương có khoảng size 35 cho tới size 55 kg vừa. Cái này mà cao 60 kg bằng ok luôn nha mọi người nha. Lý do cái áo của em đang bằng là nó quá rộng, thành nên là mọi người nhìn nó như vậy ha. Còn cái con này nói chung là 60 kg quay đầu giùm em nha. Con này 60 kg quay đầu. Chia sẻ like đi mọi người, sao em thấy gì chưa chị? Vậy mà em tính tặng áo dài không thấy ai chia sẻ like luôn, kỳ cục. Tu Lê chia sẻ thêm là lượt chia sẻ nha, do mới tới một lượt lên trên trang cá nhân nè. Rồi ok nè, rồi nhanh tay nè, chia sẻ like em nè. Rồi Tu Lê nè, sao em mở 29k cho Tu Lê nè. Là em mời cho Thu Lê nè. Rồi chia sẻ like đi mọi người, em lên áo dài nha. Áo dài, em lên áo dài luôn.
Em ra áo dài em tặng luôn đầu like nha, đầm nữa nè. Em có ít đầm với ít áo dài. Em tặng luôn đầu like nha mọi người nha. Qua bên đó lấy cái móc gỗ thôi mà. Bên đó có móc gỗ, em lấy cái móc gỗ. Cái này em không có tính like đâu, nhưng mà do nó còn sót lại rất nha mọi người nè. Lấy cái móc gỗ đi. Rồi em tặng luôn áo dài nha mọi người nha. Bỏ ra ngoài này đi, để có đơn bỏ vô cũng có. Chờ em xíu đi, em lấy móc, em móc vô cho. Trời, siêu đẹp như thế này nè mọi người ơi, đẹp lắm luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ like đi mới chốt nha, giá siêu rẻ. Giá siêu rẻ, con áo dài này size M nè. Con này size M nha mọi người nha, size M giùm em. Em cho vô cái móc nhìn nó mới ok được. Em cho vô móc hả? Đúng rồi, một cái thôi. Còn thì áo dài kia size bao nhiêu biết, áo dài màu hồng ở trên kia size bao nhiêu biết. Rồi con này size L nha mọi người nha, ai chốt lên đơn nè. Rất là xịn nha mọi người nha, em nói mọi người không có chia sẻ like gì hết trơn nè. Sao em tặng cho mọi người bao nhiêu vậy trời. Rồi con này à, ai chốt lên đơn em tặng luôn 85k size L nè. Mấy con áo dài này là ai mua rồi biết nha, em like là 149k đó. Cái này nó kiểu như nó sót lại 20 con. Em đóng cho sỉ hết, nhưng mà cái áo dài trơn này á, là nói chung là kiểu như bên em đóng, nhưng mà kiểu như cái này nó còn rớt lại, nhưng mà áo dài trơn. Là cho nên là em tặng cho mọi người giá siêu rẻ nha. Con này size L giùm em nè. Không đẹp không lấy tiền nha mọi người. Con này sang xịn mịn luôn ha. Nói chung chất von, von Hàn Quốc là siêu đẹp luôn cho em nha mọi người nha. Rồi lên đây giùm em mã áo dài giùm em size L. Áo dài size L giùm em nha mọi người. 85k áo dài size L. Cột nó lại luôn. Áo dài size L 85k, chốt lên riêng giùm em 85.000 size L nha mọi người. Nghe rõ size giùm em nha. Rồi 85k giùm em size L. Ai chốt lên đơn xanh lời men 85.000. Trời ơi, nói chung là rất là xịn mà rất là đẹp. Rồi con này size M này. Chấm bài nha mọi người. Ai thấy em mọi người chấm bài giùm em với. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em nha. Mã này mã hồng giùm em size M. Mã hồng giùm em size M. Ai chúc hồng size M lên hồng size M giùm em ha. Rồi con này đầu lam tặng luôn 85k mã M giùm em hồng. Anh Hồng mời giùm em nha, 85k. Lai méo vàng đưa xa xa đúng không? Mà thấy cho rõ. Trời ơi, đẹp chưa nè. Rồi lên đây em nha. Con này là kiểu như là hàng truyền thống á mọi người. Trời ơi, xuất sắc luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn, quá đỉnh luôn ha. Rồi mã mời giùm em, ai chúc mời lên mời giùm em nha. Mã mời giùm em. Chia sẻ like đi nè mọi người nè, chia sẻ like. Chết rồi cho em, mà kính em tháo ra, mà kính em thấy đường. Rồi mời cho Thùy Trang nè. Có con riêu quá. Mời là của số An trước nè. Dự bị cho Thùy Trang đây nè. Thùy Trang có con riêu size M ở Thùy Trang. Con riêu size L đẹp xịn luôn á Thùy Trang. Con riêu đẹp lắm. Chốt riêu lên riêu đi. Này nói chung là giá tặng, nhưng mà giá bán đâu, ai mua hàng rồi là biết giá này giá tặng. Do nó còn sốt lại, ít em tặng hết cho mọi người. Em còn con này, đưa con riêu. Chốt con hồng xanh mờ trước đi. Rồi con này mã 1 luôn giùm em nha, cổ này cũng cổ truyền thống luôn giùm em nè. Con này xanh nhiều. Rồi mã 1 luôn giùm em 85k, ai nhanh tay được nha. Cái này là toàn bộ là giá tặng nha mọi người nha. Tặng đầu like mọi người chia sẻ like giùm em nha. Rồi lên đơn giùm em. Ôi, con này nó bị kiểu như nó bị rụng mấy cái hộp đá mọi người. Con này bị rụng đá rồi, em chốt tặng cho mọi người. Và người mua đá mọi người ủi vô lại giùm em nha. Rồi lên mã này mã rụng đá giùm em nè. Rồi mã này rụng đá giùm em, ai chốt rụng đá lên rụng đá giùm em nha. Em tặng luôn cho mọi người con này 45k thôi. Rồi lên mã lỗi giùm em 45k, cộng thêm một comment là rớt đá giùm em nè. Comment rớt đá về mua đá ủi vô là được nha, em tặng 45.000 thôi. Nè con này rớt mấy hộp đá đó mọi người thấy không? Rồi con này size cỡ khoảng chiếc size L á mọi người. Comment mã này mã lỗi giùm em nha, 45k đi. Em tặng luôn về xử lý giùm em nha. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em là mã lỗi hoặc mã rụng đá giùm em 45.000 màu hồng đó. Sao?
Đen em mờ là cái kia mà. Cái đó là gì của ai? Thu Lê có đơn rồi kìa. Vậy là ra lộn hai đơn. Ra lộn hai đơn á. Em mờ của 62, 62 85k đã dự bị cho Thùy Trang đây nè. Rồi rớt đá cho số E này về xử lý nha. Em có con Nhung, ai chúc Nhung lên Nhung em tặng luôn 85k. Rồi chúc Nhung lên Nhung thì em 85k nha mọi người nha, sấy trên L. Rồi con Nhung này sấy trên L 85k, ai chúc Nhung lên Nhung giùm em nha. Nhung là Nhung dập với mọi người, Nhung là Nhung dập nha. Rồi tặng luôn 85k hơn được ha. Rồi Nhung là Nhung dập giùm em, sấy trên L nha. Ai chúc Nhung lên Nhung giùm em 85k giùm em, đẹp chưa? Rồi Nhung giùm em tặng luôn 85k sấy trên L nha mọi người. Nhung 85k giùm em sấy trên L. Nhung 85k sấy trên L giùm em ạ. Nhung. Nhung 85. Ôi trời ơi, này nó có quần. Ủa sao cái này rất quần ra là nhiều vậy? Có ai chúc quần anh mai ship này em tặng quần luôn nha mọi người nha. Này em chờ cái hàng lô mới về để em nối quần vô á. Lô mới cũng sắp sắp mà sắp có lô mới rồi thành ra nên là em chờ Nhung cho Xoay An nè. Số An là cái đơn kia biết nhân viên nhà chị nó cho đi đơn cho biết cho bà nội nó mất rồi, cái là nó nghỉ á, nó về quê á, gọi là không biết là đơn đơn đi chưa nữa. Chị cũng có bao giờ chị làm đơn thì chẳng biết là đơn đi chưa, là cái đơn bữa em kêu là đơn hàng bamboo á, là không biết nó đi đơn gì, em kêu em nhận hàng cho. Rồi con này sang 2L giùm em nha, mà đỏ giùm em sang 2L. Ai hơn được nha mọi người, hôm nay mọi người mua là chưa tới nửa giá tiền đâu thật sự luôn. Em chốt 175k, giá tặng cũng là 149k, nhưng cái này nói chung đầu like em đi kèm cho mọi người. Em tặng cho mọi người chứ không phải là giá bán đâu nha mọi người nha. Mọi người nghe rõ giùm em, áo dài không có cái áo dài nào mà giá mà rẻ y chang như là xình như vậy đâu. Rồi lên đơn giùm em mà đỏ sang 2L giùm em 85k nè, chất vô nè, rồi thiêu nè, đẹp nhức nách luôn nha mọi người nha. Rồi lên đây giùm em mã đỏ giùm em sang 2L 85k mã đỏ. Đỏ 85k. Ủa kỳ vậy? Rồi đỏ sang 2L 85k giùm em, Nhung có đơn chưa? Rồi đỏ cho số em, mấy cái này về dưới đó là bán là hơi bị ngon luôn á. Cái này em xem like là biết à. Like là chị like toàn 175k không á. Trời ơi, tặng cuối like rồi chị mới chốt 149.000 chứ còn không có giá này đâu. Nói chung là cái này là khách của chị là đã mua cái này, mua áo dài này mua nhiều lắm lắm luôn rồi. À, nên là cái này em có chốt thì chốt, nói chung là có chốt thì dồn đơn rồi để khi nào ấy đi đơn luôn nè. Rồi đẹp chưa? Rồi mã đỏ đô giùm em size 7 trên L giùm em mã đỏ đô. Nói chung là chị xả 85.000 là giá là nói chung là sập sàn rồi. Không còn là giá nào mà nó rẻ như vậy đâu. Rồi đẹp dã man chưa? Rồi lên đỏ đô mà em size 7 trên L giùm em mã đỏ đô nha, tặng luôn 85k, ai hôm nay hơn thì được nha. Rồi đỏ đô giùm em 85k, không bao giờ có cái giá này đâu hả mọi người ha. Rồi nhanh tay lên giùm em mã đỏ đô giùm em 85k size 7 trên L. Đỏ đô giùm em 85k, cái này nè gì? Đỏ đô 85k giùm em mã đỏ đô. Rồi ai chúc vàng lên vàng nè. Kèm giá tiền lên nha. Đúng rồi, cái này nói chung là bán mấy cái này là bán hơi ngon á. Cái này mà giờ bán biết sao, người ta đi nhà thờ, đi lễ hoặc là đi chùa, rồi là kiểu người ta đi họ, đi đám cưới đồ này kia này, người ta bận được hết nên là rất là dễ bận. Rồi vàng này xanh L đưa giùm em mã vàng. Rồi vàng xanh L em tặng luôn 85k mã vàng xanh L. Rồi vàng xanh L giùm em 85, ai chúc vàng nhanh tay lên vàng giùm em nha. Rồi vàng giùm em 85k mã vàng, ai chúc vàng lên vàng 85.000, đỏ đô kèm giá tiền đi Xoay An ơi. Khách nói chung là khách quen, khách lệ của chị là nó đã mua cái này rất là nhiều, mọi người mua nhiều lắm luôn á. Like bán biết bao nhiêu là áo dài rồi. Nên là khách mà đã mua lẻ là nó mua nhiều lắm rồi. Còn cái này em lấy đi, nói chung là lẻ lẻ này lấy hết đi, giống cái hàng đâu. Con này size 7 trên L nè. Đỏ đô kèm giá gì đây Thu, Thảo Thu nè, Thảo Thu chịu cọc không nha, bên mình chốt đơn là cọc đó nha. Bên mình chốt đơn là cọc đó, còn không cọc là không có chốt đâu nha Thảo Thu ơi.
Có chịu cặp thì comment ok nha, chứ còn mà không cặp là không có chốt đơn đâu ha. Rồi con riêu này sai bái trên lời giùm em mã riêu này. Trời ơi chất này nó thật sự mọi người nhận về phê luôn. Nè von này, von xịn cao cấp như thế này nè. Rồi lên đây em mã riêu em sai bái trên lời giùm em mã riêu nha mọi người nha. 85k mã riêu giùm em. Ai chốt nhanh tay lên đây em mã riêu 85.000. Cái này nói chung là em bán lấy tương tác thôi chứ không phải là em bán gì cái giá này đâu mọi người. Mắt em mà mang mà kính sao thả ra nó đù đù sao. Tôi đọc người sáng ấy, đọc mấy cái đó mà giờ hai con mắt. Đó lên đây nhìn em mã đây mã riêu em sai bán đi lời em mã riêu 85k mã riêu. Số tài khoản chụp giùm mình nha, chụp lại giùm mình nha, số tài khoản chụp lại giùm em với. Chụp số tài khoản lại giùm em nha. Ai có đơn là chụp số tài khoản lại chuyển khoản cho em nha. Rồi con này nó cũng bị lỗi đá này nữa. Mọi người biết lý do sao lỗi đá không? Cái này là cuối năm em có xả, em bán ngoài ấy đó mọi người. Em thuê mặt bằng em bán đó, cho nên là mấy con nó có mấy con bị ấy. Có một con nó bị dính mực ở dưới cái tà nè, không biết cái con nào. Con này thì đáng hơi bị đẹp luôn á, nhưng mà mọi người biết con này nó kiểu như là nó đưa đơm đá bị thiếu chứ không phải là bị rớt nha. Cái này là đá của nó là đá đơm nè, mọi người về mua đá đơm lại đi nha, đưa ra chỗ tiệm áo dài nó may mọi người đơm lại thêm vô. Kiểu như nó làm bị sót á. Nó làm bị sót nha, con đỏ này siêu đẹp luôn nha em nha. Cái này là kiểu như là nó đơm bị thiếu đá nha. Chứ còn áo đá là bán giá cao, nó xí trên lời giùm em mã hồng. Hồng xí trên lời giùm em nha. Và sang xịn mịn cho nè, đẹp chưa nè. Rồi lên hồng giùm em chốt luôn nha mọi người. Con này 75k về mọi người mua đá đưa ra, còn không là đưa ra tiệm áo dài nó tự nó may à. Rồi lên mã này mã thiếu đá giùm em đi, thiếu đá giùm em nè. Rồi ai chốt lên đơn em tặng luôn 65.000. Đây này nó bị thiếu đá thôi chứ không phải là bị rụng nha mọi người. Nó đơm chưa có đủ á. Cái này nó đơm bằng tay nha, đá xịn nha. Rồi lên đơn giùm em nha. Con này xí trên L á. Xí trên L. Đỏ đô số An chốt rồi đúng không? Rồi vàng cho Thảo Thu, rồi Thảo Thu ra cọc đi nè. Vàng 85k Thảo Thu nè. Thảo Thu ra cọc nè. Loại đá số An lên lại loại đá nha. Lên lại loại đá đi nè. SM hả? Có nha chị Ngô Tường Đan ơi, có size SM nha. Dạ đúng rồi nha chị Chiêu Chiêu ơi, dạ đúng rồi nha chị nha. Cái này nó còn xuất lại có ít mà áo dài trơn á chị. Mấy cái hàng này nó còn xuất lại ít à. Còn chị muốn lấy áo dài thì cỡ khoảng vài ngày nữa là hàng về. Áo dài đầm dạ hội đồ là cỡ khoảng vài ngày nữa là hàng về á. Chị muốn lấy lô mới thì từ từ. Rồi hoa nắng nè. Hoa nắng là khách mới ra cặp luôn giùm em nè. Hoa nắng chốt đơn ra cặp giùm em nè. Có số điện thoại chưa? Nhìn trong đó thử. Rồi ghi dự bị cho số An đi. Không bỏ hai đơn vô luôn, bỏ hai đơn vô đi, nếu mà không cọc thì bỏ ra cho số An. Dạ rồi ok chị nha, cái gì mà hàng về thì em gọi chị nha, hàng về thì em gọi. Nói chung là loại đá là cái này nè, bộ trung niên tách vài trăm hả. Rồi để bộ trung niên bây giờ nó có còn ít lẻ lẻ nè, em có chọn trên like mà chọn đây nè, em còn con đầm nhung nè mọi người, sai bái trên lời nè, ai chúc đầm nhung lên đầm nhung nghe em nè. Rồi em tặng luôn 65k nè mã nhung giùm em, sai bái trên lời nha. Ai chúc nhung lên nhung em 65.000 đi nè. Rồi ai chúc nhung lên nhung em 65k mã nhung 65k giùm em đó mọi nha. Rồi nhung giùm em 65.000, nhung 65k giùm em ha. Ai chúc nhung lên nhung 65, nhung 65k mã riêu đẹp nè. Trời riêu đẹp nè mọi người nè. Trời con riêu này siêu đẹp luôn á. Con riêu này full đá nha. Rồi con riêu này em tặng luôn 99k nhanh tay được nè. Con riêu này size 2DL em tặng 99.000. Con này là giá tặng nha mọi người nha. Giá tặng á, nói chung nó còn xuất lại ít xịu à. Mà hàng trơn với hàng ít đá nên em tặng rẻ cho mọi người. Chứ còn không có ai theo dõi like, ai mua hàng trên like là biết rồi.
Nè, con này siêu đẹp luôn nha mọi người. Ai hơn được ha, 99k thôi nè. Con này quá VIP luôn. 99k giùm em mã Riu, size này là size 2XL nha mọi người. Size 2XL siêu đẹp luôn nha tình yêu nha. Rồi lên Riu giùm em size 2XL giùm em, 99k mã Riu quá đỉnh luôn. Riu giùm em 99k size 2XL nha mọi người. Riu 99k size 2XL giùm em. Rồi bộ cô tông mà cô tông tay dài được không số An ơi? Bên kia nó có kêu một lô mà kiểu như cô tông á, cô tông tay dài á, tay dài mà dưỡng kem rồi được không? Nói chung giá rẻ. Nó mà làm ấy thì chị gửi mẫu qua cho, do nó mới chào chị chưa có đi coi nữa. Rồi riêu cho số An nè, chị chưa có đi coi luôn. Nói chung là ở mà đây là chị chưa, nói chung là lười á, chưa có đi coi hàng á, do đang tính đi nói chung là tính nhiều cái quá rồi cứ lu bu đúng rồi. Rồi con này size L nè, hôm bữa em có size S nữa luôn á chị. Trời ơi nó đẹp nè, trời ơi mẹ ơi nó đẹp nè. Rồi con này size L nha mọi người. Ai chấp L lên L giùm em mã xanh đen tặng luôn 99k thôi. Ai mà mua được mấy cái lô này là mọi người trúng mánh luôn ha. Đúng rồi 99k mới mua rồi không. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em là mã xanh đen 99k giùm em, mã xanh đen xuất sắc luôn nha, size L giùm em. Trời đỉnh luôn nha. Cái này nói chung là có ít á, thành nên em không có like, thành nên là em like sơ sơ, em chẳng có làm cái gì chỉnh chu đâu, em like đại ai chốt được nào chốt, quá rẻ luôn. Rồi xanh đen 99k. Xanh đen nha số An vừa bị Nhung Ngô. Cái này là em like 199.000, không rẻ cũng 175.000. Hôm nay mọi người mua được rẻ xinh luôn á. Nè, xanh đen nha số An nè, vừa bị Nhung Ngô nè. Rồi con riêu cũng đẹp nè. Rồi con riêu này size 3XL nè. Ai cứ người nhà size cỡ này chốt nè mọi người. Cái dạng này, cái màu này nó đẹp nè mọi người. Cái màu này rất là đẹp nha mọi người nha. Cái dạng như riêu mà dạng như màu dưa cải. Rồi lên mã 3XL giùm em, ai chúc 3X lên 3X giùm em nha, tặng luôn 85k thôi. Rồi size 3XL giùm em 85.000. Ai chúc 3X lên 3X giùm em 85k size 3XL nha. 3XL giùm em tặng luôn 85k. Size 3XL giùm em 85.000, lên 3X 85 là được ha mọi người ha. Còn mấy con nữa mọi người chốt đi, không có hàng đâu. Cái này nó kiểu như nó bị rớt lại em tặng cho mọi người thôi chứ không phải là em bán đâu. Anh nên là ai chốt được con nào là sướng con đó thôi. Rồi con vàng này 2XL nè. Đó, màu nó đẹp hết trời luôn. Cái màu nó sang lắm, ai mà trung trung tuổi á chốt mấy con đó. Con mấy màu đó màu đẹp, size to. Rất là hiếm. Rồi lên vàng giùm em, size 2XL giùm em mã vàng. Rồi ai chúc vàng lên vàng giùm em size 2XL nha tình yêu nha, 85k vàng giùm em size 2XL. Vàng giùm em 85k size 2XL giùm em mã vàng. Vàng 85k giùm em mã vàng. Vàng 85k. Trời con đỏ đô này đẹp lắm. Chấm bài đi mọi người, chấm 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 bài em nha mọi người nha. Trời ơi con này xem M này, chị Ngô Tường Đan nó mất tiêu rồi ta. Chị Ngô Tường Đan còn xem không nè chị yêu ơi. Chị Ngô Tường Đan còn xem không, chấm bài đi nè chị Ngô Tường Đan nè. Chị Ngô Tường Đan đâu rồi, mới hỏi em đây. Trời ơi nó đẹp nè mọi người ơi, nhức nhói chưa nè. Ngô Tường Đan còn xem không? Rồi con này size M nha, chị hỏi xong chị đi ra mất tiêu rồi ta. Rồi con này size M giùm em mã đỏ đô size M nha mọi người. Rồi đỏ đô giùm em size M mã đỏ đô. Đỏ đô size M, ai chúc đỏ đô lên đỏ đô giùm em size M. Đỏ đô size M 99k giùm em. Cổ này là cổ truyền thống với em nha mọi người nha, cổ truyền thống siêu đẹp luôn giùm em ha. Rồi đỏ đô size M giùm em tặng luôn 99k. Đỏ đô M 99k giùm em mã đỏ đô. Đỏ đô M 99.000. Đỏ đô size M nha mọi người nha, 99k giùm em mã đỏ đô. Đỏ đô M 99k giùm em. Trời ơi, còn sót lại con vàng xịn. Rồi con vàng em tặng luôn 99k để ai hên được đi xem mở của chị Ngô Đường Đen nó mất tiêu rồi trời ơi. Chờ em xíu nha mọi người nha.
không trả lời luôn. Lấy cái trơn luôn hả? Em tưởng nó không máy, em nhắn tin. Em thấy mấy con nó có họa tiết chút nó mới đẹp chứ. Em thấy có họa tiết nó mới đẹp chứ. Như con vàng nè. Em ví dụ mà em còn bận mấy cái hạt nữa mà. Nói chung là mấy cái hạt này lên thì nhìn cái áo dài mình nó sang trọng hơn thôi. Áo trung niên mấy cái màu riêu rồi là hàng trung niên á cưng. Màu riêu rồi là hàng trung niên á nè. Như con này vàng này size L nè. Ồ đẹp quá trời luôn, 99k. Cái này là đá nha. Cái này đá pha lê, đá pha lê bán giá cao lắm á. Giờ hôm nay tặng luôn 99k. Nói chung nó còn sót lại ít ít thôi à. À. Rồi lên mã vàng giùm em, size M99k. Mã vàng size M giùm em. Rồi vàng size M99k giùm em nha mọi người nha. Chúc vàng lên vàng em M99k. Vàng size M giùm em 99k. Em M nhưng mà em M này nó cũng mái chứ không có nhỏ đâu. Rồi vàng cho Xói An nè. Chụp gửi qua Trang đi, Hoa Nắng đi. Hoa Nắng này có một đơn rồi đúng không? Hoa Nắng này có một đơn rồi đúng không? Mở video chưa? Hoa Nắng chụp chụp cái chuyển khoản á, chụp cái giao dịch chuyển khoản gửi qua giùm nha. Hoa Nắng nè. Ai chuyển khoản cọc rồi mọi người chụp hình gửi qua bên Trang giùm em nha. Chụp gửi qua bên Trang để em xem luôn, em rép luôn như này mấy công nó lộn. Chụp gửi ở đâu rồi chế ơi? Xem chưa thấy nè. Em chưa thấy luôn á chị Hoa Nắng nè. Bởi Messenger mà sao chưa thấy nè. Gửi bên Messenger Trang là Messenger nào hả chị ơi? Em chưa thấy luôn nè. Gửi bên Messenger Trang cho em đi nè. Trang đang like đấy, em chưa thấy nè. Em vô em chưa thấy nha. Chưa có thấy. Vàng bỏ đơn vô chưa? Vàng số An bỏ đơn rồi đúng không? Em còn ở trong khoác bamboo đồ này kia ha. Ai muốn chốt gì chờ em xíu nha mọi người nha. Rồi Hoa Nắng cặp 100.000 ghi vô đi. Cái sổ ghi ấy đó. Ghi vô ngày hôm nay ngày nhiêu đó, Hoa Nắng ấy rồi sổ cọc á. Ghi ngày vô. Ghi ngày vô đó. Cái sổ đó là còn đang giữ tiền cọc của khách á. Chưa làm đơn á. Hoa Nắng cặp 100.000 hôm nay là ngày 5 tháng 2. Còn mấy cái xịn nha mọi người nè. Có ai mua quần áo dài luôn không nha? Em chốt luôn áo dài cho mọi người. Trời ơi, lột ở đâu ra con xịn nè mọi người nè. Trời ơi, con này VIP luôn, size L nè. Con này VIP luôn, size L, nhận được rồi nha Hoa Nắng ơi. Trời ơi, con này đẹp nhất cái nách luôn mọi người. Thề luôn. Nói chung là mấy con này mà ai mà nhận được hôm nay là sướng nha mọi người nha. Hôm bữa em đưa ra kia là nói chung em bán đồng giá 300.000, 350.000 không á. Đó, còn hôm nay em tặng luôn mọi người con này 149k, con này phối ren siêu đỉnh luôn nha. Con này đơn giản nhưng mà rất là xịn sò nha. Con này cũng phơm nhỏ nè, chị Ngô từng đang có lấy mà chị nhắn eo lại chút xíu là được nè. Con này size L giùm em nha mọi người nha. Rồi size L giùm em, mã này mã đen giùm em, ai chút đen lên đi giùm em nha. L nhưng mà nó phơm nhỏ nè mọi người, là đẹp lắm luôn. Rồi size L giùm em, mã đen giùm em 149k. Nói chung toàn bộ mấy con này là like giá cao không á. Rồi còn sót lại con tặng luôn 149k thôi nè. Mã ren 149k, size L nha mọi người nha. Ren giùm em 149k, mã ren đẹp đỉnh luôn á. Em còn con size M nữa nè. Rồi lên mã này mã M giùm em. Rồi con này mã M nha mọi người. Ai chúc mã M lên mã M giùm em ha. Rồi mã M giùm em, ai chúc mã M lên mã M nè. Không có dài gì 149.000 đâu mọi người. Tiền công may bây giờ mấy trăm ngàn nữa đó. Hàng này hàng 4 tà nha mọi người nha. Mọi người lưu ý giùm em, hàng này hàng 4 tà là hàng cao cấp nha mọi người. Mọi người thấy hàng 4 tà là hàng cao cấp giùm em nha.
Con này á là kiểu như là nó phối lưới bên trong như thế này nè. Còn mà như ví dụ mà ai không thích lưới thì mọi người bỏ lưới ra là nó áo bình thường nha mọi người. Nó là hai tà. Còn mà cái này là hàng 4 tà siêu đỉnh siêu VIP luôn nha em nha. Rồi lên mã này mã M giùm em, ai chốt mã M lên mã M giùm em 149k mã M. Mã M 149k giùm em nha. Rồi lên mã này giùm em là mã M 149k hàng 4 tà nha mọi người, lưu ý giùm em hàng 4 tà cao cấp nha. Rồi mã M em 149k có quần áo dài nha Loan Hồng, còn 456 cái quần áo dài vậy nè. Còn mấy cái nữa là em hết mà. Sót lại cho em đóng hết cho sỉ rồi, cái này không có hàng đâu. Này đâu có hàng. Làm đóng hết cho sỉ rồi còn sót lại mấy con à. Đóng hết trơn, trời ơi, tím này đẹp xuất sắc luôn. Rồi tím này size 2 trên L nè, đá nha mọi người nha. Tím này size 2 trên L mà đá giùm em. Không có quần. Rồi đỏ 149 size M cho Thu Lê nè. Thu Lê nhìn trong đó thì có cọc rồi đúng không? Thu Lê mở sổ ra coi, giờ cứ mở sổ ra. Áo dài là mình có quần, ai thích quần thì mua quần thôi chứ đâu có quần. Rồi con này size của nó là hả? Rồi Thu Lê chúc đơn cọc đơn mới nha Thu Lê ơi. Rồi con này size 2 đi lời giùm em nha, mã 2X giùm em, ai chốt 2X lên 2X giùm em nha. Rồi con này size 2 đi lời giùm em nè. Trời ơi xuất sắc chưa? Rồi em chốt luôn 99k size 2 đi lời nha mọi người. Size 2 đi lời giùm em 99k giùm em, size 2 đi lời. Rồi lên 2 đi lời giùm em 99k. Em còn cọc á chị. Coi kiểm tra lại coi Thu Lê á. Thu Lê á. Rồi 2 đi lời 99k nha số em. Rồi vừa bị Nhung Ngô. Coi từ mấy tờ cũ á, là mấy tờ đi đơn rồi á, là kiểu như chưa có trừ cọc á. Mới đi con đường hôm bữa đó chứ mấy. Ủa sao nó kêu là chưa có thấy. Cái đơn Thu Lê mới vừa rồi có đơn đi mà. Có trừ ra không? Có gạch ra không? Đó Thu Lê đã có đơn mà. Thu Lê á. Còn tôi trong sổ đã có chưa? Trong cái bên này nè, cái bên của nó mới cái gì á. Do nhân viên của em nó kiểu như nhà nó có bà nội mất á, nó về đó, nó chịu tan thành nên là nó nghỉ á, thành nên là mấy ngày nay em cũng nghỉ em có online. Không có cái trang cũ đó đâu, cái trang vừa rồi với cái trang mới ghi thôi. Chấm bài bên trang giùm mình đi nè Thu Lê nè. Thu Lê chấm bài bên trang đi để kiểm tra thử nha. Do phải có con bé nhân viên nó làm thì nó thường làm thì nó biết. Còn à Thu Lê đơn vừa rồi là chuyển khoản có dự cọc 100.000 mà. Đơn của Thu Lê chuyển khoản 613.000 nè. Rồi có cọc 100.000 bên ra. Ghi vô đây ghi cọc 100.000. Còn lộn của Thu Lê 30.000 nữa nè. Trời ơi lũ này nó làm đơn kiểu gì vậy. Rồi thấy rồi nè Thu Lê ơi. Ghi đi. Ghi là thành 130.000 của Thu Lê vô đi. Là 100 cọc với cộng lộn 30.000 là 130.000 của Thu Lê ghi vô. Đổi đô bỏ cho Thu Lê chưa. Rồi ghi đi, Thu Lê là à, cọc 100.000, cọc 100.000 và cái gì vậy? Thu Lê có màu đỏ đô mà. Còn cái đó là của số An đúng rồi, vừa bị cho Nhung Ngô. Cái thằng này đọc không bao giờ nghe rồi cứ thảy. Rồi mời cho Thu Lê nè. M là cái đỏ đô á, là size M. Không còn hai cái đi những cái nọ nữa. Máy nào mọi người không mua tiếp thật sự luôn nha mọi người nha. Mọi người mua được cái giá lẻ mà còn rẻ hơn cái giá ôm lô nữa. Cái gì vậy mẹ? Đúng rồi. Bị câm như sao ạ? Rồi con này size 4 trên L nhà có size to nè, có người nhà size to chốt nha mọi người nha.
Không, dự bị đó còn nữa thì chị bỏ cho khách chứ, khách đó khách quen của chị mà. Trời ơi, khách đó mua quanh năm mà, có thì chị phải để dành cho khách rồi. Khách đó là khách mua quanh năm, khách toàn khách chuyển khoản không. Khách nào mà không nghe kêu đa cọc là toàn khách chuyển khoản đủ không. Du Thu Lê này mới mua nhưng mà cũng chuyển khoản đủ không nè. Cái nào có đính đá nha mọi người nha, siêu đẹp luôn em nha, size 4XL. Ai chốt 4XL lên 4XL giùm em nha. Rồi con này thì 149k, con này là bao VIP nè, con này hàng là 4 tà nha mọi người nha. Nói chung mấy con hàng này mấy con hàng cao cấp á, nói chung em like giá cao không á. Rồi em tặng luôn 149k giùm em, size này size 4XL nha mọi người nha. Đi họ được nè, mọi người đem đám cưới đi họ được, đi chùa, đi nhà thờ được. Nói chung là rất là dễ xài luôn hả mọi ha. Đó, đi đám cưới đám đồ, đi họ rồi ngồi họ rồi là ok luôn ha mọi người ha. Rất là đỉnh luôn, hàng tới 4 tầng, hàng xịn cao cấp nha mọi người nha. Rồi size 4XL giùm em, nói chung size to này hiếm lắm. Ai có người nhà size cỡ khoảng 70kg rồi chốt ngay và liền con đó cho em. Rồi em còn con này nữa hết đi. Hết rồi, em còn mấy quần áo dài em tặng rẻ mọi người chốt luôn nha. 4XL cho Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ dài nó cọc luôn nè. Nói chung khách quen không à, mà khách quen em chưa cọc quá mọi người ta. À, nhận được rồi mà Hoa Nắng ơi. Hoa Nắng ơi nhận được rồi nha, nãy giờ đọc mà không nghe hả bạn ơi. Nãy giờ người đọc rồi mà, kêu là nhận được của Hoa Nắng 100.000 rồi. Nhận được rồi á. Trời ơi, con này nó đẹp xuất sắc, con đỏ đô này đẹp xuất sắc luôn. Rồi con đỏ đô này trời ơi, ai mà em chốt được con này tiếc hùi hụi luôn nha mọi người nha, đỏ đô giùm em. Con đỏ đô size 4XL giùm em, xuất sắc luôn nha mọi người nha, đẹp dã man luôn. Đá của nó nè, full nè. Trời ơi, đẹp đỉnh luôn, 149k hàng 4 tà nha. Hàng 4 tà nó mắc gấp đôi là vải nó tới gấp đôi nha mọi người nha. Ví dụ cái kia nó may có một lớp thôi, cái này may hai lớp là nó gấp đôi cái vải nha mọi người, thành nên là giá rất là mắc. Rồi đỏ đôi size này size 3X 4X chốt được giùm em nha mọi người nha. Đỏ đôi giùm em size 3X 4X chốt được giùm em nha. Đỏ đôi 149k giùm em mà đỏ đôi. Đỏ đô 149k giùm em mà đỏ đô nha. Rồi em còn ít quần áo dài nè, tặng luôn nha mọi người. Một khi quần áo dài em like 100.000 em tặng luôn 79k đi. Cái này em để chờ cái lô mới về em phối vô á. Do lô mới chuẩn bị về rồi, thành cho nên là em tính là em để chờ phối vô. Nhiều khi á nó có cái này á, mọi người biết sao, cái bộ xanh bích này nó có nguyên set nè, nhưng mà bữa đi ra ngoài chỗ bán á, cái là khách nó kêu nó có quần rồi, nó bỏ lại cái quần này mới dư ra cái quần. Rồi con này size 1X nè mọi người nè. Rồi con này con xanh bích này size 1X giùm em nha mọi người nha. 79k đi. Vôn dày xịn đẹp như vậy nè, 79.000. Quần áo dài mà cái này là hai lớp luôn á chị. Cái quần áo dài này tới hai lớp thì chị nói ủa sao mà nó dày dữ vậy? Trời ơi, con quần này quần cao cấp hai lớp nè mọi người nè, con quần áo dài hai lớp mọi người thấy chưa? Thấy quần áo dài hai lớp chưa? Nó ủa sao mà nó nặng dữ vậy chứ, ai ngờ nó hai lớp. Rồi nó may tới hai quần lận nha mọi người nha. Thành nên là khỏi sợ mỏng gì hết trơn nha. Nữa rồi còn cặp á chị Mỹ Mỹ dài là trong Tết hay là sao vậy Mỹ Mỹ ơi, là trong Tết hay là sao vậy em, ý là tiền cọc ra trong Tết hả? Phải có mấy đứa nhân viên nó rét mới được chứ còn mình không biết ngỏ giờ tiền cọc tiền đồ khách chốt em chẳng biết là còn giữ cọc giữ ơ rồi chẳng biết luôn. Xanh đó 4X không? Không. Còn cái đỏ đẹp á, mày mày chốt luôn đỏ đi, đỏ đẹp lắm. Cái áo dài đỏ 149k siêu đẹp luôn. Áo dài đỏ 149k siêu đẹp nha. À, đợt áo bamboo là mới vừa rồi luôn hả? Coi thử mày mày có cặp ở trong đó không? Chấm bài luôn đi mày mày ơi. Mày mày chốt luôn áo màu đỏ đi, áo dài màu đỏ xuất sắc luôn á. Nói chung là khách quen yên tâm đi, cái nào đẹp mình kêu đẹp. À, rồi ok Mỹ Mỹ nè, ok 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 còn 100.000 thấy rồi nè. Rồi lên mã này, mã xanh lá giùm em nha mọi người. Ai chúc xanh lá lên xanh lá giùm em nha. Trời quần của nó là hai lớp nha mọi người nha, quần may hai lớp là bao vip nha mọi người, xịn đét luôn như vậy nè. Rồi nhanh tay lên mã này, mã xanh lá giùm em nha mọi người, size 2 x 3 XL chốt được giùm em nè. Rồi xanh lá giùm em tặng luôn 79k. Quần áo dài nó bán 400.000 một cái quần lẻ đó, hai lớp là 400.000, 400 mấy, một lớp thì nó rẻ hơn nha. Em chốt cái đỏ đô luôn đi kìa Mỹ Mỹ kìa, cái đỏ đô đẹp kìa. Cái đỏ đô đẹp kìa. Rồi rồi, em cái này chưa có đi đơn được đâu, cái này phải chờ nhân viên chị nó lên rồi là chị dồn chị mới đi đơn chứ chưa có đi đơn đâu. Rồi con này đỏ đô size L nè mọi người nè.
Rồi đỏ đô này size L nha. Hồi nãy em chúc được áo màu đỏ đô rồi đó. Bây giờ có quần đỏ đô size L này em tặng luôn 79k nha mọi người. Rồi lên đơn em, toàn bộ là quần của nó là hai lớp như vậy nè mọi người. Ôi phê chưa nè. Nè quần hai lớp nè mọi người thấy không? Là hai cái quần chứ không phải là một quần đâu nha mọi người nha. Trời ơi, áo cũng hai lớp, quần hai lớp rồi đỏ đô size L giùm em. Hồi nãy ai có cái áo dài màu đỏ đô hoặc màu đen mà viền đỏ đô rồi chốt ngay vào liền con này nè. 79k. Em bán 100.000 nó có 4 quần à chứ không có nhiều, hết luôn rồi. Rồi lên mã hồng giùm em, ai chúc hồng lên hồng giùm em nha mọi người. 79k mã hồng xanh L giùm em nè. Rồi mã hồng xanh L giùm em nha, 79k giùm em mã hồng. Hồng xanh L 79k, chúc hồng lên hồng giùm em ha. Hồng xanh L 79 nha. Giờ em có mấy cái con áo dài áo đầm gì nằm ngay đây em like luôn đi. Rồi con đầm đỏ này ai chúc lên đơn này, em có size M với size gì đây nè, có hai con. Em có mấy con áo đầm xịn này bọn đi đám cưới nữa nè. Rồi em còn hai con, một con size M, một con size L nha mọi người. Em M và size L em tặng luôn nha mọi người. Con này 59k nhanh tay được nha. Mấy con này mấy con áo xịn nha. Rồi quần hồng nha Nhung Ngô. Con xanh bích hả? Con xanh bích hình như là 3X hay sao á. Cưng ơi đưa để đo thử cái eo thử chứ chị cũng biết nữa. Để chị coi chị đo từ cái eo, chị kiếm cái thước dây chị đo từ cái eo chứ chị cũng chẳng biết là size bao nhiêu nữa. Rồi con này size M và size L nha, em tặng luôn 59k hơn được nè. Mấy con dạng như là đầm Messi này siêu đẹp luôn nha em nha. Em tặng luôn 59k, có mấy con áo dài xịn, có ai chút đồ quần nam không nha. Em lòi ra một bao quần jean nam á, jean nam mà jean nam xịn á. Jean nam mà nó có màu á, hôm Tết thì em không có like luôn, em để em đem ra kia em đổ. Nhưng mà kiểu như là nó còn sót lại ít á. Rồi đổi giùm em size M và size L giùm em nha mọi người. Em tặng luôn 59k hơn được nè, 59 ngày em mà đỏ. Quá xuất sắc luôn nha mọi người nha, đẹp lắm luôn. Rồi đổi giùm em 59k còn rẻ hơn hàng ôm lô luôn á. Đẹp dạ mang luôn, size M và size L 59 nha. Em bỏ rồi ngoài khỏi vô bao. Bỏ mấy quần cột riêng để lộn á, cột ra đóng nó lại. Rồi đổi L 59 cho Xoay An. Rồi dự bị cho hoa nắng. Tỏ L dự bị cho hoa nắng. Nè em có mấy con đầm xịn hàng trung niên nè mọi người. Hàng này cao cấp nha mọi người nha. 700-800 ngàn một cái. Cái triệu mấy, 2 triệu mấy không. Không có hàng rẻ tiền nha. Ai mà có người nhà mình cỡ này chốt nha mọi người nha. Rồi size này cũng vậy, 70kg quay đầu cho em nè, màu xanh đen xinh, siêu xịn luôn nha. Rồi màu xanh đen giùm em nha, xịn đét như vậy nè. Rồi lên đơn giùm em ha. Rồi cái này hôm nay là nói chung là em sale sập sàn luôn nha mọi người nha. Toàn bộ mấy con này em like giá cao cực kỳ luôn. Hôm nay em tặng luôn 149k nha. Cái này là đá pha lê là đính hết nha mọi người nha. Con này là đính hết chứ không phải là kiểu mà ép đâu nha mọi người. Đính bằng tay nha. Đó, ai chốt lên đơn giùm em mã xanh đen giùm em ha, 149k mã xanh đen. Xanh đen 149k, ai mà size 65-70kg chốt ngay và liền cho em. Ủa size M và size L á, có thấy không? Đâu rồi? Em lấy đơn rồi. Bỏ đơn ghi vô chưa? Lấy đơn ghi bỏ chưa? Rồi các anh chúc xanh đen lên xanh đen nha mọi người nha. Chúc xanh đen lên xanh đen giùm em nè. Rồi xanh đen giùm em ai chúc lên đơn. Rồi đỏ cho hoa nắng nè. Rồi đỏ em mời cho Thu Lê. Nhưng mà giờ không biết, có nhân viên nó chẳng biết đường nào để soạn nó chết. Rồi cứ bỏ như vậy cho Thu Lê đi. Em mời như vậy cho Thu Lê đi. Bỏ vô đi, bỏ số An cái đơn đó đi. Rồi cái này cho hơi nắng nè, còn cái Thu Lê để đó đi chút nữa ấy. Bỏ hoa nắng đi, bỏ đỏ đôi cho hoa nắng đi. Thằng này chậm sao. Rồi một con viết nha mọi người nha. Đầm em còn nhiều lắm mọi người. Rồi con này size 2XL giùm em nè. Cái con mã này làm like 250.000 không nè mọi người nè.
toàn bộ mấy con này hàng cao cấp em ra 250 không á mọi người ha. Rồi sang hái trên lời giùm em nha mọi người nha. Rồi con này hôm nay em tặng luôn cho mọi người ha. Con này tặng luôn mọi người 159k đi. Nói chung nó còn rớt lại một hai con nó nằm lộn ở đâu đây, em tặng đại cho mọi người 159.000 thôi. Ai xem like là biết em like tới 250, 220, 250 á. Rồi chốt luôn 159k này là đá pha lê full nha mọi người nha. Đá pha lê này á, mỗi cái áo đính đá không là em bán là 100 mấy cái áo không á nha. Áo lẻ thun không á, còn cái này là kiểu như dạng đầm nha, hàng cao cấp cho em. Rồi xịn đét như vậy nè. Rồi sang hai đi lời giùm em ạ, đây giùm em ạ, gạch giùm em nha. 159k giùm em, mọi người mua hôm nay rẻ quá trời rẻ luôn. Ở đây em like 250 đó. Nói chung là đá là hàng cao cấp. Và một con riêu em tặng luôn 149k rồi, em qua mẫu khác mười chốt ha, hết luôn rồi. Cái này nó kiểu như nó bị rớt lại thôi. Rồi riêu giùm em size 1X. Riêu này size 1XL giùm em nha, 60kg quay đầu giùm em ha. Rồi nhanh tay lên riêu giùm em 149k mã riêu nè. Rồi riêu giùm em đá pha lê với là toàn là hàng, nói chung là hàng này chắc là em bao xịn nha mọi người, đẹp lắm. Rồi riêu giùm em 149k mã riêu. Rồi gạch cho Lan Hồng. Rồi chút riêu lên riêu nha mọi người. Ta muốn chốt đầm nữa không? Em cui bao đầm em like cho nha mọi người nha. Ta muốn chốt đầm để em cui bao đầm. Em có mấy đồ bộ dạng đồ bộ đây nè, siêu sướng luôn nha. Em tặng luôn nha mọi người, đầu la. Cái này nó làm em ẩu ghê luôn. Rồi đây là siêu mát luôn mà chất là em bao nha mọi người. Cái này chất này là em bao ha mọi người ha. Rồi ai chút mã này lên mã gặp giùm em nè. Trời ơi, vải là khỏi phải bàn về chất, em tặng luôn 49k nhanh tay được. Rồi mã gạch này em tặng luôn 49k nhanh tay được nha mọi người nha. Không xịn em không lấy tiền đâu mọi người nha. Rồi size này từ khoảng 55 cho tới 60. 55 cho tới 60kg nha, ai cao 62kg vừa luôn cho em nha. Ai cao 62kg vừa luôn, ai mà thấp người là 52kg vẫn bận được cho em nha. Rồi lên đơn em mã này mã gạch em tặng 49k, chất là bao mát và bao xịn nha mọi người ha. Rồi nhanh tay lên gặp giùm em, ai chút gặp lên gặp giùm em ha, 49k mã gặp. Nhanh tay lên đơn mã gặp 49k, chất không xịn em trả tiền mọi người cứ yên tâm mà chốt cho em. Cái chất bên ngoài nó đẹp dã man luôn. Rồi lên đơn em mã này mã gặp giùm em nha mọi người nha. Cái chị nào mà cao mà nói chung mà đồng thanh đồng thủ có thể 65kg vận chốt được cho em bộ này ha. Rồi lên đơn em mã gặp giùm em 49k, vậy là siêu mát. Gặp 49 nha chị Phương Lê nè. Hai cái xanh đỏ bức em không em nha, cái đó để chị đi lô, chị đi lô áo dài, chị đi lô là vẫn là giá cao cực kỳ luôn. Cho em chưa có lô áo dài bên chị, em không biết đó. Áo dài này hàng của chị hàng cao cấp, đúng rồi, áo dài của chị là hàng cao cấp á chị Phương Lê, cập cho em đơn mới nha. Áo dài là hàng cao cấp á, trời ơi em xem cái like chị bán áo dài chưa. Áo dài chị like mấy trăm ngàn cái không à, chứ không có like cái giá đó đâu. Giá đó là giá bị rớt mẫu lại á. Kiểu như là chị đóng lô hết rồi, còn sạch sẽ rồi xỉ. Bây giờ nó đang còn hỏi mà chưa có hàng. Mấy ngày nữa nó mới có hàng về. Rồi lấy mã nó giùm em là mã. Thôi vải nó đẹp. Mã caro giùm em đây nè. Ai chúc caro lên caro giùm em nha. Rồi em tặng luôn 49k nhanh tay được ha. Rồi con này size L nè, vải là siêu xịn nha. Rồi lên caro giùm em size L em tặng luôn 49k, rất là dễ xài nha, sang xịn mịn luôn nha mọi người nha, vải làm bao chất nha. Size L này phải 60kg quay đầu á, size L này to nha mọi người nha. L này từ 55 tới 60kg vừa giùm em nha, mã caro giùm em 49 nha. Không, đầm là nhiều cái giá đó, đá đính đá mà lại mình có giá rẻ em, đầm áo dài nó cùng chung một lô mà. Nó cùng chung một lô mà, về chỉ tách lô cho khách thôi. Nói chung là lẻ ra là còn rẻ hơn nữa, áo dài là mình có rẻ. Bây giờ em đi may cái áo dài không tiền công mấy trăm ngàn á. Em đi may cái áo dài học sinh không đã bao nhiêu tiền rồi, chứ đừng nói mà em may cái áo dài mà hàng thiêu hàng đồ này kia. Em đi may cái áo dài cho bé đi học không là mọi người. Giờ bây giờ em cứ ram hỏi cái áo dài mà học sinh là bao nhiêu vậy, nhiêu tiền cái rồi. Rồi lấy mã này mã caro mà em tặng luôn 49.000 rồi chất vải nữa mọi người nè. Rồi chất vải siêu đã luôn nha mọi người nha, đã lắm luôn nha, hàng hãng giúp em. Nè. Trời ơi, nói chung hàng của Hàn Quốc chứ không hàng Việt Nam đâu, vậy nó xịn đét như vậy nè. Rồi lên đơn em nha, mã này giùm em là mã caro giùm em nha. Cái áo không là dư tiền nha mọi người. Rồi em tặng ở 49k thôi, size này 55 cho tới 60kg bận như vừa. Cao thì 62kg vừa luôn nha em nha. Em like cái hàng lẻ lẻ.
Rồi một con quần tây công sở. Ủa quần tây này cho bé mọi người ơi. Còn cái này tự nhiên sót ra hai cái quần tây của bé nha. Cái ai chốt cho bé không nè. Size 24 nè mọi người nè. Rồi con này size 24 nha mọi người nha nè. Đó em mua mấy cái trung niên chốt mấy cái bộ đó, bộ xịn đó. Quê em tiền công 270 ngàn. Tiền công quê em 270 là rẻ rồi đó nha. Còn mà chưa tính là tiền công mà ở Sài Gòn này á là cả triệu, triệu mấy một cái hàng mà đàn hàng mà đính kim sa đó là 1 triệu mấy một cái bộ, là tiền công may không đó, là cái hàng đính mà đính đính ba cái đá pha lê á đó, là tiền công may không 1 triệu mấy một bộ vậy đó chứ không phải là rẻ đâu. Còn nên là một bộ dài của nó mà là mấy triệu đó, em đọc cái giá là giá mà bên ngoài shop nó bán mấy triệu không đó, tiền may không á, chưa nói tiền công không, chưa có nói là tiền vải tiền này tiền kia đâu. Rồi quần này size 24 em chốt tặng luôn 35 ngàn. Hàng này là hàng tuyết mưa cao cấp nha mọi người. Nhưng mà bé nào có size cỡ này chốt nè. Em chốt 35k thôi. Hàng này là chuẩn hàng. Nói chung là chuẩn quần tây cho bé luôn nha. Quá xịn luôn á. Cái này á em tính em đã cho bé nha em. Mà bé nhà em nó ốm quá nó không bận được luôn. Nói chung em thấy mấy cái này bận lên nó dễ thương. Y chang mấy đứa lớn nó bận á. Caro rồi chờ chị xíu lên Bamboo liền. Các em muốn lên Bamboo em lên Bamboo luôn cha nó đi nha. Rồi xíu lên Bamboo luôn, nhấp bao nào qua đây coi coi. Nhấp bao nào qua like bao Bamboo trước đi. Nhấp ra đây. Em like bao Bamboo rồi em like ấy nha mọi người. Em like Bamboo rồi em like. Em like Bamboo cho em like đồ lẻ cho mọi người chốt nha. Em có like quần quần jean, sọt jean cho nam mà size to, size đồ nha. Các ai chốt thì ngồi comment đi để em lên. Em không biết ai mua cái gì á, nên là ai mua gì mọi người comment. Caro á, đúng rồi, bộ caro. Rồi một con đen nè mọi người ơi. Rồi đen này size có size SML XL giùm em nha. Mã đen chữ siêu đẹp như thế này nè. SML XL giùm em nha, hàng Bamboo chính hãng luôn giùm em nha. Chỉ có từ vip thôi mọi người nha. Rồi em tặng nha mọi người nha. Ai mà mua được mấy con này về là bao phê luôn nha. Giá của nó là 500 ngàn. Em tặng luôn cho mọi người 65k thôi. Lên mã đen 65k giá tặng nha. Rồi nhanh tay lên đem em 65k mã đen kèm size em SML XL dùm em 65k. Nhận về công sình có được quyền hoàng nha mọi người nha. Đẹp dã man luôn á. Nói chung hàng Bamboo là cái thương hiệu là nói chung là nó đãi rồi. Đây là toàn bộ em bận hàng Bamboo. Mọi người thấy em bận em lấy cái áo mà cái form nó to như vậy nè. Em là phái bận như vậy. Rồi lên đây giùm em SML XL giùm em mã đen 65k. Nhận về là chỉ có từ phê thôi á mùi ha. Rồi lên đây giùm em 65k mã đen kèm size giùm em nha. Nam nữ đều bận được nha. Nam nữ đều bận được giùm em nha. Con này đẹp quá vậy trời. Rồi lên mã đen giùm em nha mọi người. Cái con mà em đang nắm này là mới có size S thôi em mọi người. Con đang nắm là mới có size S thôi nha mọi người nha. Cái này em phái bận rộng bận to chứ em phái bận nhỏ gì. Nó size S nha mọi người nè. Trời ơi siêu đẹp luôn á. Con này size S. Em lại phái bận size to càng phái. Em bóc trúng cái con size S. Rồi con này siêu đẹp luôn nha mọi người. Con này dâm bận cái con size này quá nhỏ. Rồi đẹp lắm luôn mọi người. Cưng xỉu luôn nha mọi người nha. Rồi con này em đang bận size S, nam nữ đều bận được nha mọi người nha. Size S nhưng mà phải 60kg quay đầu. Em là phải bận rộng phủ xuống dưới đây nè. Đó còn con size này size S thì đối với em là cái con này thì đã bận vừa. Nhưng mà đều là em phải bận rộng. Em phải bận rộng mênh mông vậy đó. Dạ. Cận á chị. Rồi đen hai cái S cho Thu Lê nè. Đẹp lắm luôn. Con này làm bao xịn nha mọi người, xịn lắm luôn, xịn đẹp, nam nữ bận được giùm em nha mọi người. Nam bận được, nữ bận được giùm em, chứ không phải là nữ bận hay là nam bận không đâu nha mọi người nha. Rồi con màu vàng nè mọi người, con này ai còn cái nào mọi người lấy cái đó chứ, cái này không có hàng đâu. Nói chung là 500 ngàn một con này size XL giùm em nha. Rồi đen S. Đen XL cho Soái An nè. Rồi đen S cho chị Ngô Tường Đan nè.
Đen là cho Nguyễn Trúc Linh nè, cái này mà mình lái cái xe to mình bận đi chơi đồ, bận cái mang giày thể thao lên. Cái này em chắc em lái size cỡ khoảng size L, em bận ok, em phải bận rộng rộng mà nó dài xuống tới đây nè. Mang giày thể thao lên nó thật sự người bao VIP luôn. Chứ biết sao cái chữ nó nổi như thế này nè, lên hình là bao nhức nhối luôn, lên hình rất là đẹp. Có anh L nha, Huỳnh Thanh. Rồi Nguyễn Trúc Linh có đơn chưa? Lên giá tiền, lên giá tiền vô, Trúc Linh không có lên giá tiền. Áo dài chị mới vừa lên xong, mới Xuân Trang vừa lên xong. Chỉ còn một con size bái đến L kìa. Chỉ còn con size bái đến L. À, Huỳnh Thanh có lên này, lên L65K nha Huỳnh Thanh nha. Lên L65K, nói chung hàng bamboo này bán quanh năm, không có hàng để bán thôi. Chứ còn hàng này em có sợ, chứ em còn rất là ít. Mà kiểu như là ít quá, nên nào còn ít em bán luôn nha, rồi để hoài á, để mất công á, có nữa đâu bán. Rồi lên đây mẹ mã này, mã vàng giùm em nha mọi người. Trời ơi đẹp chưa nè. Rồi sấy trên L nha, free size giùm em. XL này to lắm luôn nha. Ai chúc vàng lên vàng, còn con anh tặng luôn 69K mã vàng, size to lắm. Con này 500 ngàn, rồi vàng 69K. Đưa cái con áo dài đi, vàng 69K, cột cái đó lại đi, cột áo dài đó lại đi. Áo dài đã cột lại đi, bỏ sao bỏ quần vô vậy? Hai cái đầm này bỏ riêng ra nè. Ủa? Này chỉ còn một con áo dài đỏ đô nè. Còn một con áo dài đỏ đô với một con áo dài này nè. Nhưng mà áo dài này không biết con xe bao nhiêu nè. Cái này là khách chờ chị cọc mà hôm Tết không cọc là xả đơn ra nè. Con này là chờ cọc nè mà khách không chịu cọc. À con này size M. Con này size M. Chỉ còn một con đỏ đô thôi. Còn con đỏ đô 3X 4X gì nè. Còn con đỏ đô này thôi hàng 4 tà luôn. 70kg dư vừa nha Huỳnh Thanh nha. 70kg là dư vừa nha. 70kg dư vừa. Nè đó con đỏ đô này nè, trời ơi, đẹp nhức nhối luôn, nó đẹp lắm luôn á, con này vừa sang xịn mịn luôn, đẹp cực kỳ. Đó, con đỏ đô này chị sale có 149 ngàn thôi, rất là xịn luôn. Hàng 4 tà chứ không phải là hàng 2 tà nha. Nè, 4 tà là nó thành hai cái được nha. Kiểu như là 4 tà là thành hai cái đó. Em bận size S em lại không thích. Em phải bận size to mới chịu. Rồi các anh chúc vàng lên vàng nha mọi người nha. Màu kem mới đưa lên. Rồi đỏ đôi chị Nguyễn Bích Thạch nè. 75kg phải chốt 4X á cưng ơi. 40L để chờ lô sau đi, lô sau. Rồi chị Thạch em chốt cái đỏ cho chị rồi. Chị Thạch đây đó đẹp. Đây này chị Ngô Tường Đan ơi, mấy con này mấy con xịn. Em chốt cho khách tới 200 mấy nè. Em chốt cho khách 200 mấy đó mà bây giờ em xả ra em tặng luôn đây nè. Con này là kiểu như là trong Tết mà kiểu cọc rồi sau đó rồi là lu bu cuối năm bên nhà em hay lu bu á. Đó rồi là không cọc là bên em xả đơn ra nè, hàng này em bao đỉnh nha, VIP luôn á, hàng cũng hàng 4 tà luôn. Hàng này kim sa xịn mịn luôn ha. Rồi chốt rồi lên đơn nè, em tặng luôn 185 ngàn thôi, cái này giá tặng nha, 185k nha. Size M, size nhỏ em tặng luôn 185 ngàn thôi. Ai xem like là biết em like 250 đó. Ai xem like là biết em like 250. Mấy con này là em like toàn bộ 250, hàng 4 tà xịn như thế này nha. Rồi cái màu này rất là đỉnh luôn ha. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã hồng da giùm em nha. Cái này là màu hồng da đó. Ai chúc hồng da lên hồng da giùm em. Hồng da giùm em ha. Lên hồng da 185k giùm em đi chị Ngô Tường Đan. Lên hồng da giùm em 185k, mấy con này là khỏi phải bàn rồi. Quá đẹp. Hồng da 185k giùm em nè. Cái này xạo của khách ra rốt cuộc em mất mấy chục ngàn liền nè. Mà biết sao đơn nhiều quá rồi cuối năm nhân viên nhà em làm không kịp đơn á, rồi là kiểu kêu là để chờ cọc cọc, nghĩa là cuối cùng không cọc là bên em xả đơn ra chứ đâu có thời gian gọi nhiều đâu. Không có thời gian gọi nhiều luôn. Cái đơn áo đang bận bỏ rời ra để quên đó nha. Rồi heo đen nè, bữa ai chưa chốt heo đen lên heo đen lại giùm em đi nè. Heo đen nha mọi người, ai chốt heo đen lên heo đen giùm em, 65k mã heo đen. Heo đen, heo đen tặng đại 59 ngàn đi. Heo đen tặng luôn 59k kèm size giùm em, mã heo đen không biết còn không mà em. Không biết là bữa nó chốt heo đen này còn không mà em like đại.
Có còn thì nó kiểm soát mấy cái đơn rồi mấy cái hàng còn nữa. Rồi lên đây giùm em mã heo đen tặng luôn 59 ngàn để ai hơn được nha. Heo đen 59k. Heo đen 59k giùm em nha. Heo đen 59k. Heo đen cho Văn Thị. Rồi heo đen cho Nguyễn Trúc Linh. Hồng Gia dùng con thường đang ra đơn nha. Rồi đúng không? Rồi lên mã này mã đỏ giùm em, áo hoodie tay ngắn nha mọi nha, free size giùm em. Con này nói chung là hàng là toàn 500 ngàn thôi. Rồi lên đây giùm em mã này mã đỏ, nam nữ đều bận được nha. Cái này em nghĩ là nữ bận nó đúng hơn, nó để chữ unisex là kiểu như là nam bận được, nữ bận được. Nhưng mà em nghĩ cái này size có khoảng 65 kg quay đầu thôi. 65 kg ai mà cà ai mà ấy thì 70 kg bận được ha. Rồi lên mã này mã đỏ giùm em ha, chút đỏ lên đỏ em tặng luôn 59k đi. Này giá 500 ngàn em tặng 59 ngàn thôi nha mọi người nha. Rồi lên đỏ 59k bỏ hai đơn vô đi rồi soạn sau. Xảy ra đây nè. Rồi đỏ giùm em 59k nè. Rồi cái này em bán hết cho bà kia bà ôm hết trơn rồi mà sao còn lọt ra con nữa nè. Con này là áo khoác mà kiểu như màu bên này nó bị lem qua đó mọi người, về xử lý giùm em nha. Rồi em tặng luôn nha mọi người, con này size to về giặt sơ là được nha mọi người nha. Giá nó tới 750 lần á. Giá tới 750 nè. Rồi lên đơn giùm em nha. Cái này nó bị có một tay thôi, em chốt mọi người 30 ngàn lên lên màu 30 giùm em nè. Rồi đỏ 59 nhưng mà là 49 nha chị Thạch ơi. Đỏ là 59k hàng bamboo mà đâu có rẻ đâu chị. Rồi con này lên màu giùm em đem tặng 30 ngàn thôi. Con này nó lên một tay thôi nha. Con này size to nha, của nam size to giùm em. Của nam. Cái này chắc cỡ khoảng 70 kg quá. Rồi em lên màu em tặng 30 ngàn đi. Rồi lên lên màu 30 giùm em nha. Chúc lên màu, lên lên màu giùm em 30. Này cho em lấy con em bận quá. Em xuống con xe to to lấy con bận màu này đẹp á. Lên màu đẹp ghê luôn. Rồi lên màu 30 giùm em mã lên màu nha. Lên màu đấy xe to lắm á Văn Thị. Rồi bỏ con đỏ cho chị Nguyễn Bích Thành trước đi. Rồi bà con hoodie màu trắng nè mọi người nè. Rồi lên mã này mã trắng giùm em nha, tặng luôn 65k mã trắng. Rồi trắng là free size 65 ngàn. Rồi trắng free size 65k giùm em mã trắng. Trời ơi, nghe mà mừng dữ vậy trời. Rồi lên đây em mã trắng 65k nha. Chúc trắng lên trắng giùm em. Nhưng mà chị không thích bận ôm, chị là phải bận rộng á. Bận rộng nó thùng thùng nó mới đẹp được. Rồi lên đây em mã trắng free size nha mọi người. Ai chúc trắng lên trắng giùm em 65k nha. Làm khoác được mà bận bình thường được nha. Nè như mấy con này mà bận quần sọt là hơi bị đẹp nè. Đó, nam bận được, nữ bận được nha mọi người nha. Cái này nói chung là dạng unisex, nam nữ đều bận được nha. Ai bận cũng được hết trơn, không phân biệt đâu ha. Rất là đỉnh như thế này nè, 65k giùm em mã trắng free size. Free size giùm em mã trắng 65 ngàn. Ai chúc trắng lên trắng 65. Trắng 65k. Rồi trắng cho Phan Thị. Ai chúc trắng là lên trắng giùm em nha, 65 ngàn. Trắng 65k giùm em mã trắng. Rồi mấy con này cũng dễ thương. Rồi mấy con này siêu đẹp nè. Đó như ví dụ em bận em phái bận rộng như vậy nè. Nhưng mà cũng vừa thôi, con này quá rộng. Sang nhiêu vậy trời. Này size S. Con này sang nhiêu. Con này size của nó là size X, XL luôn ghê thiệt. Rồi lên mã đỏ kèm size giùm em luôn nha mọi người. Ai chốt đỏ lên đỏ giùm em ha. 69k giùm em mã đỏ. Rồi đỏ giùm em 69k. Đó mấy con này là bao đẹp nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn. Rồi đỏ giùm em 69k mã đỏ. Rồi đỏ 69k giùm em ha. Chốt đỏ lên đỏ giùm em 69k nè. Con này mà size L là em lấy anh. Em đang tính lấy con này em bận, bữa nào em đi chơi em bận á. Trời ơi đẹp lắm. Rồi lên mã đỏ giùm em nha mọi người ơi. Nam nữ đều bận được 69k thôi. Con này quá xịn luôn nha. Con này size tới 2XL nè. Nhưng mà mọi người chốt đủ size cho em đi. Như còn đủ size hay sao á. Không biết là còn đủ size không. Bữa nó soạn ra khách chốt bữa rồi á. Nhưng mà không biết còn size gì cứ chốt đại cho em đi. Còn em bỏ vô.
100 kg là này, dưa vừa nè, mị mị nè, 2 DL này tới 120 kg luôn nè nha, mị mị nha. Con đỏ này là 120 kg dưa vừa luôn. Con này nói chung là size to lắm. Con này 2XL lận mà. Con này nói chung 2DL có khoảng 120 kg quay đầu nè, 90 tới 120 kg bận vừa con 2XL ha. Rồi đỏ giùm em 69k nè. Mị mị chốt đỏ đi, đỏ nó đẹp lắm. Do đỏ đã bữa like rồi là có chốt rồi. Là hôm bữa mà ai mà đã có mua cái hàng Bamboo, lô hàng Bamboo là đã có mua rồi đó. Do hôm bữa đã có like rồi mà. Like rồi mà cái này nó còn sót lại ít nha. Rồi em còn hai con đỏ này size ít nè. Giống nhau không? Quay được giống khác hả? Giống nhau à? Em có hai con S nè nè mọi người nè. Đỏ hai con S nè mọi người. Ai chút đỏ S lên đẩy S giùm em nha. Rồi đỏ S giùm em ha mọi người. 69k. Giá nó rất là mắc luôn. Rồi đỏ S giùm em 69 ngàn mà đỏ S. Khoác đen một con nữa nè. Rồi khoác đen giùm em 99k mà khoác đen em có con size L nè mọi người nè. Đó. Hôm bữa em không có hàng em chốt, em không có hàng em like luôn. Ừ, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi lên đi em 99k giá 749.000. Hàng này là cái tan này là áo khoác là toàn bộ giá 749k hết cho em nha mọi người nha. Rồi lên đi giùm em 99k mã đen khoác bamboo hết giùm em nha. Rồi con này size của nó là size L của nữ giùm em nha. Con này là L của nữ nha mọi người nha. L của nữ ai 60 kg quay đầu bận thoải mái cho em ha. Nói chung á từ khoảng 50 cho tới 60, ai mà cao 62 kg, 65 kg vẫn bận được giùm em. Nói chung form này nó cũng hơi ấy, nó dễ bận lắm. Rồi lên đen giùm em, ai chốt đen lên đen giùm em 99k mã đen. Đen 99k giùm em, ai chốt lên đơn. Đen 99k. Rồi đen 99k cho Phan Thị. Đen 99k cho Huỳnh Thanh. Huỳnh Thanh cặp đơn mới cho chị nha cưng nha. Huỳnh Thanh ra cặp đơn mới nè. Rồi một con hoodie màu đỏ luôn giùm em nè. Một con hoodie màu đỏ luôn nha, chút đỏ lên đỏ giùm em nè, 75k mã đỏ. Trời quá xuất sắc. Rồi đỏ giùm em 75k nha mọi người, size to luôn giùm em nha. Con này size XL. Từ 70 cho tới 100 kg bận được. Từ 70 cho tới 100 kg bận được giùm em nha. Rồi vậy không lấy thôi, bỏ cái đơn Văn Thị ra đi, lấy đơn Hình Thanh thôi cho tưởng nam. Rồi bamboo đỏ 69k, 69 kg là cái nào? Là cái đỏ, đỏ giá 69k đỏ đó à. Vậy thì lấy cái size L cho thoải mái đi, ghi vô đi. Đỏ nó size L. Là S, hai là S. Rồi con này nè mọi người nè, ai chúc lên đơn giùm em nha. Con này 75k nè, con này quá đỉnh nha mọi người. 75k giùm em mà đỏ 75. Đỏ 75k, size này nói chung á từ khoảng 70 cho tới 90 100 kg bọn ok giùm em nha. Vừa làm khoác mà vừa làm áo kiểu được nha. Vừa làm khoác vừa làm áo nói chung áo hoodie á, siêu đỉnh luôn. Rồi lên đỏ 75k giùm em mà đỏ. Đỏ 75k, chúc đỏ lên đỏ 75. Con này cũng đẹp hết trời luôn nè. Đây con này con linh heo nhà em nó có lấy nè. Con linh heo là con bé nhân viên nhà em nó có lấy cái đen này nè. Trời ơi đen này đẹp. Trời ơi cưng xỉu luôn nha mọi người nha. Để em cởi cái này ra em trả. Con này làm biếu quá. Cởi đặt mặt vô làm biếu quá. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em là mã đen nè mọi người. Chút đen lên đen giùm em đen đại nha. Này bỏ cái bill vô đây để mất cái bill này con. Cái bill mà một đống áo này chút nữa xuống chạy xong. Lộn lại. Rồi con đen này quá đỉnh luôn. Con đen này để chưa nay mai này sẵn qua thử có xanh lờ lấy cái đó bữa nào đi chơi. Còn như một sọt mang về thể thao hơi bị đẹp. Trời ơi con này em bận nó to quá thôi. Ô, sao con Linh nhà con Linh nó bận sai gì vậy trời. Ô, cái này to quá trời quá đất luôn. Con làm lấy sai nhỏ bận được, con này đẹp lắm. Con này đẹp nè mọi người, con này đẹp hết trời. Đó, nam bận được, nữ bận được nha mọi người. Con này quá đỉnh luôn nha. Con này gọi là xuất sắc luôn nha mọi người nha. Con này đẹp lắm. Rồi lên đi giùm em nha. Ai chúc mã nào mã đen 1 giùm em nha. Em tặng luôn nha mọi người. Con này 69k nhanh tay được.
Con này nhân tây được nha, cái này gần hết hàng rồi, không biết còn được bao nhiêu cái nhưng mà cứ lên đơn. Kèm size cho em nha. Cái con em đang bận á, nói chung là cái này size cho tới 120kg luôn nha mọi người nha. Con đem đang bận là size từ khoảng 40 tới 120kg có đơn nha mọi người, có size, có size nha. Rồi lên áo đang bận, lên mã này mã đen đang bận giùm em. Mã đen đang bận 69k kèm size giùm em nha. Đen đang bận 69k kèm size giùm em. Em lấy cái này nhỏ chút nên bận được. Đẹp quá. Con này quá đẹp luôn mọi người. Rồi lên đen giùm em 69k kèm size mã đen. Còn thăng cặp chưa nè. Đỏ XL còn á, số An ơi. Đỏ hoodie 69k hả? Rồi là bây giờ em có chốt không? Chốt gì ra luôn nha, để lộn nè. Cái đơn hồi nãy của Thu Săn Vỏ là quăng ra kia để soạn nè. Thu Săn Vỏ đơn Thu Săn Vỏ đâu? Màu đỏ. Cái đó đâu vừa đâu, bỏ vô xé. Móc ra. Nó vừa để chờ soạn sai quăng ra kia, mai soạn sai. Thu Săn Vỏ bỏ ra nè, của số An này, số An chốt comment ok chốt cho chị ra đơn nha. Số An là mất tiêu rồi. À, đổi cho số An luôn nè, bỏ vô đi, bỏ hai đơn vô đi, bỏ lấy cái đó bỏ vô luôn đi. 69k. Rồi, đen đang bận xanh lời cho Phan Thị nè. Rồi đen xanh lời cho Huỳnh Thanh nè, không có giá tiền gì trơn nè Huỳnh Thanh nè. Két cho Thu Lê nè. Đơn bữa dồn luôn chứ ít nè Phan Thị nè, đơn bữa dồn luôn chứ ít lắm, không chưa có đi đơn đâu. Rồi cái đỏ là chị chốt cho em rồi á. Rồi hình thanh này 70kg nè, ghi 70 ghi 69k vô đi. Hình thanh ghi 69k vô. Rồi nó còn trắng nữa này về mà bữa soạn sao trời. Rồi trắng em tặng luôn 59k còn trắng nè. Rồi ai chốt trắng lên trắng em áo hoodie cho mọi nha, trắng em nha. Có ai chốt nữa biết sao, em còn một bao nhưng mà em đổ ngoài chợ Thành Đông Tây á. Ngày hôm nay chủ nhật nó có đổ ngoài đó, thành cho nên là không có hàng, chứ không là em còn bao online cho mọi người. Nó có đổ áo, đổ quần, đổ ngoài đó đó, nó còn có áo khoác nữa. Nhưng mà để nếu mà ai muốn chốt hàng Bambo nữa để chuyến sau em like cho mọi người. Còn ít à, em đang đổ ngoài chợ Thành Đông Tây á. Thành nên là ai chốt nữa thì ấy nha, do chủ nhật này em đổ ở chủ nhật này nữa. Rồi lên đây em mã trắng kèm size. Rồi mã trắng kèm size giùm em nha mọi người nha. Ai chốt trắng lên trắng kèm size. Cái áo đang bận á, cái đơn đó là lên áo đang bận. Rồi lên trắng 59k giùm em kèm size. Không có đóng đơn đâu rồi, đóng đơn là áo đang bận á. Mấy cái của Phan Thị nè, Thu Lê nè. Đúng không? Phan Thị, Thu Lê nè, Huỳnh Thanh nè. Bỏ vô rồi đúng không? Rồi ai chút trắng lên trắng giùm em nha, ai chút áo khoác rồi lên áo khoác nè, ai chút áo khoác xanh lên áo khoác xanh giùm em, 99k kèm size luôn giùm em nè. Rồi khoác xanh 99k kèm size giùm em nha, cũng hàng Bambo luôn giùm em nha mọi người nha. Hàng Bambo chất của nó bận, mọi người bận bền lắm. Cho cái này em áo khoác Bambo này em phải là 7-8 cái gì đó. Nhưng mà em lấy toàn áo hai mặt, áo này thì em lấy 3 cái, còn áo hai mặt em nói chung là nhiều lắm, em cũng nhớ mấy cái. Rồi lên mã xanh giùm em kèm size giùm em nha, 99k mã xanh giùm em ha. Ai chút xanh lên xanh giùm em, 99k mã xanh. Xanh 99k, ôi cái này còn vàng nữa giờ. Hôm bữa chị có nói trên like đó Ngân Hà ơi, chị kêu là ba lô hết rồi. Hôm bữa chị có đập trên like là ba lô, chị tưởng là ở ngoài, chị đổ ngoài kia còn, nhưng mà cuối cùng ngoài đó nó bán đâu hết sạch, không còn cái nào luôn. Đó là không có đơn của khách, chị có báo trên like là giờ nó còn có hai màu thôi. Nhưng mà bây giờ nó còn có màu lính à. Còn cái hàng mà caro với mấy con bò đồ này kia hết sạch rồi, đâu còn cái nào nữa đâu. Hôm bữa chị có báo trên like luôn rồi đó, chị like xong rồi là bữa sau là chị like lại, chị có đọc đó là hết hàng ba lô rồi. Ba lô là cứ nghĩ là ngoài chợ còn, ai ngờ ngoài chợ không còn cái nào luôn, về không có để soạn cho khách. Chị xả một đống đơn cao, một đống đơn có mấy chục cái luôn mà. Ba lô mà chị xả ra phải 40 cái ba lô á, không có ai được ba lô. Nói chung cũng được, khách được nhưng mà được có vài chục cái thôi, còn xả ra tới 40 cái ba lô vậy đó. Hết hàng, đâu có hàng đâu bán. Còn ai lính thôi, em có chốt lính thì lên lính chứ còn hết sạch rồi. Rồi ai chốt vàng lên vàng 59k. Mã vàng 59k nè.
Không được nha, ba lô bữa ai chốt là không có được ba lô đâu nha. Ba lô bữa là 40-50 cái, ba lô xả đơn ra đó 40 cái. Hôm bữa là chỉ có được ít người chốt là do là cái mã lính với mấy cái mã nào có mới bỏ vô nè. Vô dùng mã lính này, bây giờ em còn mấy cái mã lính nè. Ở ngoài đó đưa về để soạn đơn cho khách cho cũng hết rồi mọi người nhìn nè. Trời ơi nó xịn như vậy nè. Siêu xịn luôn như thế này nè. Đó em còn lính nha thôi, ai chốt lính thì lên lính nha. 99k mã lính thôi chứ còn không có ba lô kia là không ai được đâu. Được thì mọi người đã nhận hàng rồi đó. Nếu mà ai được làm bữa nhận hàng là đã biết là mình đã nhận được rồi. Còn mà không được là bây giờ mọi người chốt lại cái lính này thôi chứ hết sạch rồi đâu còn hàng. Đang còn hai loại lính thôi, lính sọc này và lính trơn này thôi nè. Đó, không còn hai loại này thôi. Hết luôn rồi đâu còn hàng đâu. Ba lô nói chung là cái lính như vậy nó dày hơn cái hàng kia luôn á. Ba lô lính vậy nó dày hơn. Rồi lên đơn vàng giùm em, ai chốt vàng lên vàng nha mọi người nha. Mọi người ơi, ai chốt cái like hôm nay á mọi người. Mọi người ai chốt cái like hôm nay á là em dồn nha mọi người nha. Là em dồn á, khi nào em đi đơn em báo cho mọi người nha. Rồi cái ai chốt vàng thì lên vàng giùm em nè mọi người nè. Rồi vàng giùm em 59k kèm size giùm em mã vàng ha, vàng 59k. Ai chốt đầm đồ gì nữa không mọi người? Cho mà con đỏ này, đỏ nam nè mọi người. Đỏ nam này bữa em like hết trơn rồi mà ta. Rồi mà con khoác đỏ nam size to luôn nha mọi người, 99k rồi xét là to chà bá nè. Rồi lên mã đỏ giùm em, ai chốt khoác đỏ lên đỏ nam, đỏ nữ với kèm size giùm em nha, 99k hết nha. Đỏ này ai muốn chốt cặp là có cặp luôn nha mọi người. Cái này ai muốn chốt cặp là có cặp luôn nha, lên mã đỏ giùm em nè. Rồi lên mã đỏ giùm em 99k mã đỏ. Cái ai muốn chốt cặp là có cặp luôn ha mọi người ha, nó có nam có nữ luôn á. Rồi lên đỏ 99k kèm size giùm em nè. Mà đỏ 99k kèm size. Em còn một cái áo hai mặt này. Trời ơi, nó nhét ở dưới đây bữa ta chốt không có hàng. Chịu nổi không? Rồi vàng size L cho Nguyễn Trúc Linh nè. Hiền Phương, kính chị đeo có bán không? Ôi, kính của chị đeo kính cận. Chị cắt cái bờ bệnh viện Sanborn á, symbol của mình Điện Môn Phủ mình á, à, chị mới đi cắt á, có bán rộng thôi, còn cái này kính cận mà rộng thì khi nào có like thì mi ấy thôi, có bán thì like thôi, còn hàng này cái này là kính cận á, chị đi cắt á. Đây em còn một con áo hai mặt nha mọi người, áo hai mặt hàng cao cấp nha, con này em cũng có nè, xịn lắm. Hôm bữa ai chưa chốt được thì chốt nha mọi người nha. Con này giá nó tới 695.000 gần 700.000 con này ha. Rồi em chốt con này 149k, hai mặt, mặt nào cũng sang, mặt nào cũng xịn nha, đúng bambo chuẩn luôn. Bận được hai mặt nha mọi người nha. Rồi size này từ khoảng 40 tới 55 kg là bận đẹp cho em nha. Lên mã này giùm em là mã khoác 149k, con này con cao cấp á, bữa ai dành chưa được rồi chốt con này đi nè. Hôm bữa có chị chốt nhưng mà chốt không được á thì giờ chốt lại con này cho em nha. Hai mặt cho tới e này, con này quá xịn luôn. Con này xịn lắm, cái này do là chị có mấy cái gì biết. Bận là bao phê luôn, cái dây kéo nó chà bá lửa luôn. Cái dây kéo hai mặt của nó to dữ dằn luôn. Nói chung một cái áo mà 700 ngàn thì đương nhiên nó phải chất lượng rồi. Nè như con này 749k. Rồi nhìn thấy không, con này 749 ngàn. 749 ngàn là nói chung là hàng chất lượng mọi người. Rồi lên vàng giùm em nha mọi người. Vàng này size M. Vàng này size M, ai chốt vàng lên vàng 99k giùm em mã vàng. Vàng size M giùm em 99k. Và khoác dự bị cho Thu Lê đi. Biết còn con nào không biết. Biết ngoài chợ còn con nào không biết, phải phân từ để coi thử bỏ vô đi rồi mai mai hỏi đứa con. Phan Thị nè, Thu Lê nè. Rồi vàng 99k size M đó nha. Đó đó. Rồi này size M cho Phan Thị nè. Rồi lên vàng 99k giùm em đi nè mọi người nè. Để từ từ em hỏi thử anh chứ để mấy công em chốt đã rồi em để. Em hỏi thứ nó đang dọn hàng ở ngoài đó đó, dọn hàng nếu mà có thì bỏ vô luôn chứ để tới hồi bán đã là không biết. Em quay cái áo khoác cái thử còn không nha. Chứ để mấy công em đọc đã rồi không? Bán cái trang như bữa ba lô ra tới mấy chục cái ba lô. Một mẫu ra tới mấy chục cái cuối cùng có. Vàng Phan Thị có rồi Phan Thị ơi.
máy. Giờ nó xếp vô em kêu bỏ riêng ra. Bắt máy đang dọn hàng này. Rồi cứ để đi, còn thì em bỏ vô cho. Rồi ai chưa chốt được xanh này lên xanh giùm em nha mọi người nha. Ai chưa chốt được xanh lên xanh nè. Ai chưa chốt được xanh này lên xanh nha mọi người nha. Ai chuyển khoản 100.000 người ta. Ai chuyển khoản ghi cái tên Facebook của mình nha mọi người. Đẹp gái quá đúng không? Mang máy kính lên nhìn nó giống cô giáo Thảo đúng không? Nó chọc tao là mang máy kính lên giống cô giáo Thảo thôi, nó bớt đi. Mang lên hơi bị già, hơi bị đẹp á. Rồi lên xanh giùm em, 99k mã xanh nè. Xanh 99k. Em đeo không quen, đeo mốt đồ mũi. Con này nó không có bị dơ nè mọi người. Con này nó không bị lem màu nè. Cái ai chốt mình lên đơn nha. Rồi con này của nam nha. Con này size từ khoảng 40 cho tới 65kg bận ok giùm em nha. Con này 40 tới 65kg bận ok giùm em con này nha. Lên mã nó giùm em mã đen. Rồi lên khoác đen giùm em ha mọi người. 99k mã khoác đen. Khoác đen giùm em 99k nha mọi người nha. Con này nó không có bị dính. Em báo đồng giá 150 nha. Em đổ 150 nha. Em bán trên live là ô con này nó hơi dính bụi nhẹ. Thôi dưa em chốt tặng cho mọi người đây 49.000 đây về giặt sơ giùm em nha. 49k giùm em nha, chụp gửi qua trang em chị nha Hình Thanh nha. Rồi lên mạng này mã dưa nhẹ em 49.000 đây, dưa cái tay này màu trắng em đổ ra nó bị dưa á. Rồi lên này dưa giùm em 49k mã dưa nha mọi người. Lên khoác dưa giùm em 49.000. 65kg nó mà cao 70kg quay đầu cho em nha. Ủa màu đen hồi nãy có ai chốt này đúng không? 700.000 con áo khoác này cho em đâu nó xạo nữa nè. 700.000 con áo khoác như thế này nè, em chốt mùa giá quá rẻ luôn á. 99.000 mã đen, ai chốt đen nữa lên đen em 99k nha. Khoác nữ giùm em, khoác nữ giùm em size M nha, mã đen size M giùm em 99k. Mấy này bằng lên đẹp lắm. Rồi đen em 99k size M, mã đen size M giùm em 99k. Ai chốt đen lên đen M 99.000. Rồi các ai chốt áo đang bận nữa không, lên áo đang bận nha tình yêu nha. Ai chú má em đang bận nữa, lên áo em đang bận nha. Chỉ có 69k thôi nè. Nè nè nè, bỏ vô nè, bỏ bill vô đây nè. Cái bill nãy mà chốt mấy cái áo đó. Quát đen chiến phan nè. Quát đen dơ cho Hiền Trương nè. Còn phan từ từ, sorry. Đi chữ dơ vô đi con. Dơ cho Chiến Phan nè. Dơ tặng ai Chiến Phan. Rồi dự bị cho Văn Thị còn á. Phan Thị với Hiền Trương luôn nè. Bỏ bill vô luôn đi. Mai soạn ra. Phan Thị nè. Hiền Trương nè. Bỏ vô chung một bill đi. Đây. Subi. Ủa mà Phan Thị chốt chi nữa vậy? Phan Thị hồi nãy chốt được con lem màu đi che như con đó rồi, chốt chi nữa Phan Thị? Hồi nãy chốt rồi, chốt gì nữa Phan Thị nè. Rồi em có một con này nam hay nữ mà to gì vậy? Ôi con này con nữ nha mọi người, con nữ xanh L nè. Con nữ xanh L 700.000 luôn á. Con nữ xanh L giùm em nha mọi người. 99k giùm em nữ xanh L. Rồi con nữ xanh L giùm em 99k. Rồi lên nữ giùm em xanh L 99.000 nha mọi người nha. Nữ xanh L giùm em 99k. Nữ xanh L 99.000. Em chốt cho bạn pin nè. Rồi nữ L cho Chiến Phan luôn nè. Chiến Phan cọc đơn mới nha. Chiến Phan có cọc cho ta. Rồi lên vàng giùm em vàng nam nè mọi người. Vàng nam size to 99k mở vàng nam. Vàng nam size to thì em 99k nha mọi người. Ai chúc vàng nam lên vàng nam thì em 99k size to. Vàng nam giùm em 99k vàng nam. Rồi con này nó có nữ nữa nè mọi người nè.
Nữ này nó hơi dơ cái tay nè, cái này ô nó bị lên màu cái tay. 30 ngàn đi, nữ 30. Cái gì? Những van L nè, đen nè. Không thấy đen L hả? Không biết là đọc chữ ơi. Đó là cái gì? Nữ L đúng không? Nữ 99k đúng không? Nữ L 99k. Có bamboo nam cái L đó, Võ Kiều Phương nè. Rồi con đi giùm em nha, lên màu á, nói chung rất là đẹp, nó lên màu cái tay xíu nè, mọi người về giặt sơ giùm em nha, con này rất là đẹp luôn á. Nè, con này rất là cưng luôn nha, size S thôi mọi người. Ai nữ size S chốt nha. S nhưng mà S này là phải là từ khoảng 38 cho tới 55 kg luôn á. 38 cho tới 50 55 kg bọn ok nha mọi người nha, rất là đẹp như thế này, lên lên màu 30 ngàn giùm em. Con này màu rất là đẹp. Lên màu 30 ngàn hàng bamboo, nói chung mọi người về chịu khó giặt sơ chút xíu là được. Rất là xịn luôn. Và lên màu giùm em 30 ngàn hàng bamboo nha mọi người nha, size S giùm em nha. Không xịn không lấy tiền đâu ha. Rồi lên màu em tặng 30 ngàn về giặt sơ giùm em nha. Nói chung là con này giá tới 750 luôn á. Ừ, con này nó còn giá nè mọi người nè. À, giá 749k là 750 đó. Em chốt có 30 ngàn thôi, về xử lý giùm em nha. 30 ngàn. Lên màu giùm em 30. Đây nè, lấy ra được con rồi nè. Sai gì đây, sai M, ô sai M là vừa luôn nè. Còn để lên đây. Xin bỏ cái này luôn. Rồi các anh chút đen trơn nữa không, lên đen trơn đây nè. Rồi cái này giữa like em tặng luôn một mambo luôn nha. Em tặng luôn 39k đi, ai chưa chốt được thì lên đơn. Em tặng 39.000 SML XL giùm em nha. Rồi lên đen tặng giùm em 39k SML XL giùm em nha. Đen tặng 39.000. Đen tặng 39k giùm em ạ, đen tặng. Mẹ quýnh đó nha bé nha. Làm sao? Ăn gì? Được, ăn đi. Lên màu cho sói em. Em chịu em cọc đi sói em ơi, biết sao em cọc đi rồi là đơn đơn chưa có đi đâu, đơn chị cho dồn dồn nhiều chị mới đi đơn á. Chị cho dồn nhiều mới đi đơn á, từ từ cái lên màu đã coi thử cho Huỳnh Thanh con nữa đi nè. Huỳnh Thanh nè. Phương Lê cọc đơn này cho em chưa ạ? Rồi cho Thịnh Hương đi hết rồi. Hết rồi mọi người, cái này em đóng gia sĩ hết trơn rồi. Đúng rồi, bỏ hết vô một bill đó, thầy ra đây đi. Thầy ra đây đi nay, coi được con này bỏ vô. Không biết còn nữa không, để nó dọn ngoài kia về thì em mới biết được. Rồi em chẳng biết còn được bao nhiêu cái. Hồi nãy ai kêu cọc 100 ngàn. Như Phương Lê cộng 100 ngàn hả? À, vậy Phương Lê là tài khoản. Nó bị lỗi á. Nó bị lỗi chuyển qua bên tài khoản Sacombank á. Chuyển qua tài khoản Sacombank á. Adibank bị lỗi thì chuyển qua Sacombank nha. Rồi ghi vô đi, Huỳnh Thanh cộng 100 ngàn. Vô trước đi để lộ. Rồi đen trơn kèm size đi mọi người, không có size không chốt được đâu nha. Đen trơn kèm size, size L cho. Hình như là nó không có XL, còn con cái XL lộn ở đây sao á nha mọi người. Mọi người chốt đi L thôi. Rồi đen L cho Phan Thị nè. Rồi Thanh lên size gì lên size nha. Đen tặng size M cho Phương Lê nè. Rồi ok em cặp đi, rồi từ từ hãy từ từ chị mới đi đơn. Huỳnh Thanh gì chị thấy rồi nha Huỳnh Thanh ơi. Áo bamboo bữa nào ai chốt nữa bữa nào em like nha. Đi cái L cho Mai Hạ, Mai Hạ mới đầu chưa cọc nè. Hôm bữa Mai Hạ có đơn mà chưa thấy cọc nè. Rồi bỏ vô đây đi rồi chút nữa tính. Hình như là có cọc hay sao, coi thử có đơn không bỏ vô luôn ấy bói. Coi thử có sai không bỏ vô luôn ấy. Thế em còn ít áo bamboo nữa, để nó chở ngoài chợ về thì em mới like tiếp được. Có ai chút đen nữa không, lên đen, có 59k thôi nè. Con heo đen này size L nè, cao chốt heo đen lên heo đen nha. Cao chốt heo đen lên heo đen nha mọi người nha. 59k. Ai chốt heo đen lên heo đen 59.000. Còn con heo đen nữa nè. Còn ai muốn chốt bamboo nữa để em đưa ở ngoài kia về thì mới like được nữa. Con này size to nè. Con này size XL mà đỏ XL giùm em nha.
Ở con đỏ này size XL nha. Ai chúc đỏ lên đỏ em tặng luôn 59k đi. Ai nhanh tay được ha. Đỏ XL 59 nè. Đỏ size XL giùm em 59k. Có ai chúc mấy con vàng này không? Em tặng luôn đi nha mọi người. Em tặng luôn cho mọi người. Hôm bữa thằng Nhân nó về là mình có bỏ mấy cái này trên này chưa ta? Chưa đúng không? Con này nó bị kiểu như nó bị dơ á mọi người. Dơ với lỗi hình á. Em tặng luôn cho mọi người 20.000 nha. Chút nữa con lấy cái áo con đánh dấu sao ở trong cái đường cổ sườn này đi nha voi. Đánh trên đường cổ sườn này đánh dấu sao dấu chiếu cho nha. Đánh dấu ít vô. Rồi con này con lỗi nha. Chút lỗi lên lỗi 20.000 về xử lý giùm em nha. Lên lỗi 20 giùm em. Rồi lỗi 20.000 giùm em. Rất là sang xịn mịn xanh LM giùm em. Rồi lên mã vàng lỗi 20.000. Rồi đẩy trên lời gia Thịnh Hương nè. Áo dài em lên rồi, còn mấy con em lên tặng à. Còn áo dài cỡ khoảng mấy ngày nữa em về á. Còn cỡ khoảng tầm tuần sau em về lô áo dài mới nha, chốt cho nó dễ nha. Tuần sau em sẽ về lô áo dài mới. Còn bây giờ thì Mai Hà chuyển 120.000 cộng. Đi đi Mai. Mai Hà 120. Mai Hà cộng 120. Đấy là Tình Hương bỏ ra view cho. Rồi đen nó bỏ vô đi. Đen nó như này người ta có chốt xây tên lời xong bỏ vô. Mày bỏ tùm lum hết trơn. Tao thấy tao ớt mày quá nè. Đây này mày một cục nè. Đây mày thấy như đây rồi. Nhưng sao mấy đứa nhau đi nhà em. Bây giờ một đứa thì nó chưa vô. Còn đứa nó lên rồi mà bà nội nó mất nó về. Nó là không có người á. Nên là em cũng lười. Em không có like. Tại nên là mọi người à, cứ cặp thì để đó, khi nào đi đơn em báo nha mọi người nha. Chứ em chưa đi đơn đâu, cho mọi người dồn nhiều rồi hả, có nhân viên rồi nó làm đơn rồi thì em mới cho đơn đi được. Vàng lỗi là size M á Kiều Phương ơi, chứ không phải là size L đâu nha. Size M á, size M nhưng mà to đó. M của hàng bamboo này là phải là 70kg bận được á. Size M mà hàng bamboo là 70kg bận được nha. Cái chốt hay comment nè, ok chốt hay chị nè, còn không comment là vàng lỗi size M. M mà nó to lắm. Nè, xấy trên L nè, trên L chà bá luôn. Trên L này thì nhân mình chắc nó bận dừa đi. Nó để đây cho nó mà quên, rồi cứ lấy bỏ xuống hoài. Cho nó bận, cho nó đi làm, cho nó mát. Cho nó hai cái này đi. Rồi con này ai mà size to em tặng cho mọi người đi. Con này nó kiểu như là nó bị cái phần ngay đây dính ngay đây nè. Mọi người về xử lý nha. Em tặng không đồng. Ông không chốt là thầy ra. Bôi lấy cái bận này bôi mát. Rồi ok chốt cho Kiều Phương ghi lỗi 20.000 vô đây đánh dấu sao đi. Rồi con này em tặng không đồng nha. Con này nó dính nhiều ngay đây nè. Mọi người về xử lý đi nè. Em tặng không đồng thôi. Con này rất là mát luôn. Con này size to nha mọi người. Con này size XL lượng nó to lắm. Rồi em tặng không đồng, lên mã tặng không đồng giùm em. Lên mã tặng không đồng giùm em nha, size to về xử lý cái đó đi. Nói chung chất vải là mọi người nhận về là không bao giờ thất vọng. Cái vải đó là xuất sắc luôn á, vải màu vàng này xuất sắc luôn. Rồi Chiến Phan lên tặng không đồng đi Chiến Phan ơi. Rồi con này size to luôn nha. Chiến Phan lên lại đi. Huỳnh Nika là ai à? Chiến Phan lên lại đi nè. Rồi con đỏ này cũng size to luôn nha. Ai mà có người nhà mà nam mà size to này chốt đỏ nè mọi người. Rồi đỏ kìm size giùm em đi. Không biết con này còn không ta. Rồi đỏ kìm size giùm em đi 99k. Rất là xịn, xịn lắm luôn. Đỏ này rất là xịn nha mọi người nha. Rồi lên đỏ giùm em 99k. Kìm size giùm em mà đỏ nha mọi người. Không biết còn không mà em chốt đại nha. Hôm bữa chị kia gì chốt áo khoác quá trời mà rốt cuộc không có hàng. Bây giờ nó nằm còn bao đây. Mới đưa ngoài chợ về sao. Rồi lên đơn em mã đỏ em 99k mã đỏ xịn đét luôn. Rồi đỏ 99k. Thằng công đồng cho Chiến Phan này. Chiến Phan cọc chưa ta? Như là Chiến Phan có dự tiên cọc không? Nhìn thấy Chiến Phan có dự tiên cọc không? Cô thử trong đó có cọc chưa? Chiến Phan ở trong cái sổ tôi có ghi cọc chưa? Có rồi à. Tiên hả? 120 tôi đọc cho mày rồi đó. Mai Hạ. Mà đừng có hỏi nha, tao đọc một lần thôi nha. Đừng có hỏi lại, tao đọc cho đó. Đọc rồi thì ghi đi, không ghi đâu rồi. Thôi like cho mày hỏi lại không à.
Nè con đen này có size nữa nè, nè size M này. Ừ. Thì thế này trời. Mình sẽ lấy một cái nữa. Ủa, mình lấy màu đen cái chữ này hả? Đen là chữ này nữa. Không đẹp cái gì trời. Mình bỏ ra đi nè, cái này này đen này nó có một cái nữa. Rồi cứ chụp gửi qua bên Messenger chị đi cưng ơi. Chụp gửi bên Messenger chị đi ha. Cái này nó chị xếp lại luôn đó trời. Ờ, con hoodie đen dễ thương như nè. Rồi hoodie đen luôn giùm em nha mọi người nha. Rồi màu đen luôn giùm em nha. Con này là giá của nó là như 500.000. Rồi lên mã này giùm em là mã đen. Hoodie đen có con một à. Rồi tặng luôn 59k nhanh tay được nè. 59k giùm em nha. Nam nữ đều bận được giùm em nha. Con này là dạng unisex. 65kg quay đầu cho em nè. Rồi con đi nằm tặng luôn 59k nhanh tay được ha. Nữ mình vẫn được luôn nha. Nói chung là cái dạng này là nó nữ bận nó ok hơn nam á mọi người. Con này nữ bận ok hơn nam nha mọi người nha. Rồi lên đi giùm em tặng luôn 59k. Ai chốt đen lên đi em 59k. Con này quá chứ đi. Rồi đen 59k giùm em mã đen. Trời ơi con này cũng dễ thương quá vậy trời. Rồi con đây là mã đen 1 giùm em. Rồi đen 59 cho Thịnh Hương nè. Rồi lên mã này mã đen 1 giùm em nè. Con nói là nó có đơn ở trong đây nè. Thảy ra đây đi chút nữa bỏ vô đó con đi nữa. Rồi lên mã đen 1. Cái đen nó biết còn không nha. Vuông đi nha để coi còn bỏ vô nha. Rồi lên đen 1 giùm em đi mọi người. Ai chúc đen 1 lên đen 1 69k đi nè. Rồi đen 1 giùm em 69k xuất sắc luôn nha mọi người nha. Đen 1 giùm em 69 nha. Rất là đẹp. Rồi đen 1 giùm em 69k. Rồi cho em like hết 3 bom bom nghỉ quá. Rồi lên đen 1 giùm em 69 nha. Đen 1 69k kèm size giùm em nha mọi người nha. Siêu rẻ luôn á. Nói chung là quá rẻ luôn. Rẻ cực kỳ rẻ luôn á. Rồi lên đen 1 mềm 69k mã đen 1. Rồi nhanh tay lên đen 1 69 nha mọi người. Đen 1 69k giùm em mã đen 1. À Huỳnh Anh Phương hả? Trời ơi rồi lên số điện thoại luôn chị đi Huỳnh Anh Phương ơi. Rồi ok ok em. Rồi em lên lại số điện thoại luôn chị nha. Quấy giao kiểu nè hả? Ai chốt không chốt mới lên được chứ còn mà không chốt không like vài cái thấy ngán. Do đầu năm á mọi người mới mua đồ Tết còn mọi người cũng ngán hay sao á. Chỉ có cái hàng này nó lạ em like mỗi em bán quá trời. Rồi đen 1 cho Huỳnh Mika này là Huỳnh Anh Phương nè. Đen 1 này size gì vậy Huỳnh Anh Phương? Size gì vậy em yêu ơi? Lấy cái phi size này đi nè. Đi nó có nạnh phương á. Cái chút đeo 1 nữa không? Lên đeo 1 nha mọi người. Em có size S luôn nha mọi người. Đeo 1 là có size S luôn nha. Có 69 này nó rẻ lắm luôn. Trung niên bây giờ chưa có em. Đầu năm nó chưa có hàng. Rồi cái chút vàng lên vàng em tặng luôn 59. Ồ con vàng này dơ nè. Ai chút vàng dơ lên vàng dơ đi. Về xử lý đem tặng 10k thôi. Về chặt đi bận ha. Có một chấm nhỏ ở đây nè. Màu vàng bên ngoài hơi bị đẹp á. Vàng bên ngoài hơi bị đẹp nha mọi người. Nhưng mà vô trong này nó bị dìm hàng á. Bị chấm nhỏ ngay đây nè. Em tặng 10 ngàn đi ha. Em vẫn đổ đồng giá nhiều khi người ta lựa ta cũng không thấy nữa. Vàng dơ giùm em 10 ngàn. Vàng dơ 10k giùm em mã vàng dơ. Vàng dơ 10 ngàn cho Mỹ. Mỹ cặp. À Mỹ con giữ cặp đúng không? Rồi vàng dơ cho Mỹ dự bị cho Huỳnh Nika. À dự bị cho Huỳnh Nika đi. Con đen nó đen nào coi để bỏ lộn nha. Còn áo bông bô nữa em lên cho nó. Cho con đỏ nó đẹp quá trời luôn trời. Con đỏ nó có 75k thôi mọi người. Chốt đi 2XL luôn nha mọi người nha. Con đỏ này 75k size 2XL giùm em nha. Xuất sắc luôn á. Nói chung là rất là đỉnh nha. Rồi đỏ giùm em 75.000. Rồi 75k giùm em. Áo kiểu sơ mi hả? Áo kiểu sơ mi. Ôi giờ nó lộn xộn á. Rồi lên đơn mà em mã đỏ 75k giùm em mã đỏ. Ai chốt đỏ lên đỏ 75 nha. Đỏ 75k giùm em mã đỏ nha.
con đỏ này này có like có đơn trong kia để hồi nữa bỏ mấy cái dư dư bỏ ra đây, chút nữa bỏ vô đơn luôn. Tặng mấy cái nha, nghỉ đi mai đi học đi. Nhân viên rồi em còn hăng like, giống mấy nhân viên em like em mệt đấy, mệt rồi đơn rồi soạn đơn nữa. Rồi lên đây giùm em mã này, mã xanh con này đẹp lắm luôn á mọi người. Xanh giùm em có 99k thôi, rất là xịn, phối tay rất là đỉnh nha mọi người nha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã xanh giùm em nè. Rồi xanh này size S nha mọi người, 99.000 à. Rồi lên đây giùm em mã này, mã xanh giùm em 99k mã xanh. Xanh giùm em á khoác nha mọi người, size nó size S á 99.000, có S có M có L luôn. Rồi cái đó áo khoác nữ đó S M L nha. Ai chúc lên đây giùm em ha. Nè cái đen sơn nào hồi nãy là chưa bỏ đơn nào luôn đúng không? Xanh 99k cho Phan Thị. Cái đen sơn nè. Đen sơn này để bỏ ra đó đi, chút nữa soạn size đi ngoài đó mấy cái luôn. Đây nè, thấy không? Hơn không còn trái nữa nè. Này cái hai hai mặt này của ai à? Trời nó đẹp quá, cái đẹp luôn. Hai mặt đâu? Hai mặt 695 nè. Hai mặt này thấy ra kia đúng không? Này bỏ ra kia. Rồi con đen 30.000. Con khoác đen 749.000, 750 đi. Để em coi thử nha, nó có bị lem tay nha, dơ tay không? Con này nó không bị dơ tay. Con này nó không có bị dơ tay mà nó đổ nó hơi bụi thôi. Nó bị lem sơ sơ thôi. Con này nó bị lem màu sơ sơ thôi, tặng 30.000 thôi, ai hơn được nha. Lên màu 30 giùm em. Con này size của nó là size L của nữ nha. Rồi lên màu giùm em. Lên màu giùm em 30.000. Lên màu 30 giùm em nha. Ai chúc lên màu lên màu 30. Cái sao quăng vô đó vậy? Có một cái sao quăng vô đó khùng mà trời. Dạ nữa. Lên màu 30. Em nói chung là cái này size L nó hơi lên, cái này nó in qua hơi lên tí xíu ở đây thôi à. Cái này là nó bị sốt nguyên lô là nó không có bao ra, không có bịch chống ẩm á, thành nên là nó bị ẩm á. Em còn mấy cái này nó có nam cái đồ này, chốt mình chốt tặng hết cha đi, mượn đóng hết trơn cho sĩ rồi. Cái này còn sốt lại ngoài chợ đưa về này, chứ còn bán hết trơn ở nhà em đóng hết trơn. Ở nhà là em đóng hết sạch sẽ rồi, giao hết luôn rồi, không còn cái nào nữa. Cái này bữa tới mấy trăm cái lên nhưng mà sĩ nó ôm á. Ôm về nó đi từ thiện từ thơ này. Con này nó cũng lỗi hình nè. Nó bị lỗi hình nè. Con này rất là xịn nha, mà nó bị lỗi hình phía sau nè. Nó bị dính hình đó mọi người. Hai chút lỗi lên lỗi đi em tặng luôn nha mọi người. Con này con này size to lắm. Cái này tới trăm mấy chục ký. Em tặng cho mọi người 10.000 thôi. Cũng như là em tặng lấy tiền giấy tiền bọc thôi, chứ không phải là em bán gì đâu nha mọi người. Em tặng lấy tiền giấy tiền bọc thôi nè. Cái hình này nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu, nói chung là như vậy. Em tặng 10k thôi. Nói chung là mấy con này dễ, nó mắc 400 mấy nữa. 400 mấy một con mà chắc cô tông xịn lắm. Rồi đen đen lỗi giùm em 10.000 size to đó, 100-120kg bận được. Con đen lỗi đó là 100-120kg luôn nha. Nói chung là đen lỗi đấy size to nó từ 90-120kg. Rồi lỗi hình cho hình Nika nè. Lem màu là con nào? Lem màu là con nào vậy? Áo khoác lem màu đâu? Cất vậy hả? Áo khoác lem màu đâu đó, lỗi hình đó. Còn áo khoác lem màu đâu? Mới ship bỏ đâu rồi? Lem màu cho Hiền Trương nè. Nè cái này khoác nam nè mọi người, lên khoác nam này nè. Ai lên màu mọi người phải lên màu nha. Nam lên màu, lên mã lên màu giùm em nam size trên L luôn nha. Này size to á, của nam nha, xịn đét luôn á. Em tặng nó 30.000 thôi mọi người. 30.000 là biết nó lỗi nhiều rồi đó. Rồi lên màu của nam size to nha mọi người. Size này to á mọi người, size trên L luôn nha. Rồi, comment mã lên màu nam giùm em 30.000. Lên màu nam giùm em 30. Cô con ship vậy sao mà biết được cái hình nào để mà phân ái. Đừng có ship luôn đi. Đừng ship tô máu đi này, đừng ship thảy vô luôn đi. Thảy qua đó luôn hay đừng ship nữa.
Ship rồi tới hồi không biết mở soạn đâu. Lên màu nam giùm em nha. Là của lên màu nam của hình Nika nè, xoáy an nè. Xoáy an đây gì coi tôi còn con nào gì cho con. Còn con nào nữa. Rồi để coi số em đứa còn con nào gì bỏ vô cho. Dưới đứa còn con nào trong bao ngoài chợ đưa về còn gì bỏ vô cho nha. Rồi bỏ ra số em con đi đêm nào. Màu nào cũng được nha mọi người nha. Nói chung mấy cái lem màu đó màu nào thì màu nào cũng được nha mọi người. Cho có 30 ngàn thì màu nào cũng được đó mọi người ha. Rồi cho hình thanh con luôn đi. Rồi thấy qua nó đi, màu nào cũng được nha, miễn size to to là được hả mùi ha. Rồi lên mã đỏ giùm em 69k, mỗi cái nó mẫu hình khác nhau nè mọi nè. Rồi đỏ giùm em 69k, mã đỏ ai chúc đỏ lên đỏ 69 giùm em. Rồi đỏ 69k giùm em nha mọi người, ai chúc đỏ lên đỏ giùm em 69k, có hình phía sau như thế này. Rồi đỏ 69k giúp em, ai chúc đỏ lên đỏ, nó gần gần như cái áo của em đang bận vậy đó. Trời ơi, còn sót là con xanh nè, bữa chị kia chị ôm hết mà. Mà đâu có biết là còn đâu. Rồi lên khoác nam giùm em nha mọi người. Rồi lên mã này, mã khoác nam giùm em, 99k mã khoác nam. Rồi con này nói chung á, từ khoảng 50 cho tới 70kg bận được luôn á. 50 tới 65kg gì đó, nói chung là phơm to á mọi người. Ai cao là 70kg bận ok giùm em nha. Lên mã này, mã xanh nam giùm em, 99k xanh nam. Rồi xanh nam dùm em 99k xuất sắc luôn á. Xanh nam dùm em 99k mã xanh nam. Xanh nam 99k để coi chút đỏ nam nữa không nè. Coi chút đỏ nam nữa không mọi người. Đỏ này đỏ nữ. Rồi con này con đỏ nữ xanh L dùm em. Đỏ 69k. Để chút sai gì bỏ sai đó luôn đi. Rồi xanh nam Phan Thị, xanh nam như Huỳnh Thanh, xanh nam như Xói An. Ô con xanh L đã to lắm luôn nha Phan Thị nha. Rồi con xanh S nha. Rồi lên mã này giùm em mã đỏ. Ý là coi từ cái áo khoác hai màu mà của nữ còn không thì tới hồi mà chút xíu nữa mà xếp gì hề á thì cầm về luôn nha. Đây nè, cái áo khoác mà hai màu của nữ nè. Đây nè, đó cái hồi dọn hàng có xếp về thì cầm về luôn nha. Mẹ đây nè. Đó. Đó thì thôi thôi ạ. Dọn xem chưa? Thôi ạ. Rồi cái ai chút đỏ nó lên đỏ em nha mọi người. Ai chút đỏ lên đỏ. Bên đó còn bao áo mua nào không phải không? Không còn gì bên đó hả? Vậy là thời này chở đi hết luôn à. Này đưa ra chở đây. Rồi cái ai chút đỏ lên đỏ em nha mọi người. Cái ai chút quần thể thao nam không? Cổ quần thể thao nam xả luôn nha mọi người. Cái ai chút thể thao nam không? Quần thể thao nam không? Em còn mấy cái quần thể thao nam á. Đấy con đen này như là nãy có ai chút một con nữa này phải không? Rồi con đen này chốt lên đơn em tặng luôn 59k đi. Rồi con đen này 499.000 em tặng luôn nha mọi người, 59.000 luôn đi, ai nhanh tay được nha. Hồi nãy ai chưa được mọi người chốt lên lại giùm em nè. Hồi nãy có ai chốt đó mà chưa được ai chốt lại giùm em nha, em tặng 59k thôi. Rồi lên đen 59k nha mọi người, đẹp xuất sắc luôn 59.000. Rồi lên mà đen em áo hoodie nha 59k, con này nữ bận là ok hơn nha. Nữ size từ khoảng 40 tới 65kg là bận đẹp giùm em nha. Con này 40 tới 65kg là bận ok giùm em. Chỉ có 59k thôi, xuất sắc như thế này 59.000. 500.000 mà em chốt có 59.000. Rẻ mà rẻ, giả mang rẻ luôn á. Rồi đi giùm em 59k. Này có ai chốt mà có ghi dự bị không ta? Này của Thịnh Hương chốt quá mà có ghi dự bị không? Rồi đi như Hình Thanh nè. Không biết là này có ghi dự bị không? Dự bị dự bị mất thạch để Hình Thanh nó ghi dự bị dự bị mất thạch. Rồi cao chút trắng thì lên trắng luôn giùm em nè mọi người. Em còn trắng 59k nè. Trắng 59k kèm size giùm em nha mọi người. Trắng 59k kèm size giùm em.
Vậy thà chút mấy áo size to to của em đang bận nè chị nè, hàng bamboo không mà bận sướng lắm luôn. Có ai chốt đồ nữ nữa không? Hay là thôi em nghỉ like đi. Ủa mới có 10 giờ hả? Mới 10 giờ mà. Em like thêm một bít nữa nha mọi người, mới có 10 giờ à. Em tưởng đâu trễ chứ ai, mới có 10 giờ à. Em like tới 11 giờ đi. Rồi có một con áo khoác xanh nè mọi người nè. Size L nha mọi người, áo khoác xanh nữ size L. À, khoác xanh nữ xanh lời giùm em nha mọi người, 99k khoác xanh nữ xanh lời 99 nha. Khoác xanh nữ xanh lời giùm em 99k nha. Rồi lên mã xanh nữ giùm em 99k xanh L. Ai muốn chốt đồ nữ nữa mọi người chấm 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 bài đi em lên mọi người nha. Rồi lên mã xanh giùm em 99k mã xanh. Cái đó có cái gì vừa vô. Ai còn đang xem chấm bài giùm em với mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người à. À, mấy con này rất là xịn sò nè, hồi nãy ai hỏi đầm công sở rồi, ai hỏi áo lẻ áo đồ nè, trời một con dâm xịn nè. Lên tung nem nè. Ở số An có lấy đầm không nè, có lô đầm nè cưng nè. Đây là em lấy lô đồ bộ thôi. Lô đầm nhiều mẫu lắm nè. Con này con dâm nha mọi người, dâm cao cấp giùm em nha mọi người. À, con dâm này cao cấp giùm em size M nha, không xịn em trả tiền lại cho mọi người luôn. Trời ơi đẹp giả mang luôn. Ủa em bán 150, em bán ngoài ngoài chợ em bán 150 ngàn luôn á. Cái lô này là mọi người chưa gói đâu, rất là đẹp nha. Size M giùm em, mã này mã đi giùm em ha, rồi em chốt luôn 65k thôi, hàng cao cấp nha. Con này em bán 150 đó, em bán ngoài ngoài ấy em bán 150 đó mọi người. Rồi lên đi giùm em nha, size M giùm em, mã dâm, dâm là dâm cao cấp nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn 65k thôi, xem M. Công trình em trả tiền lại cho. Rồi lên zoom giùm em nha, xem M 65k giùm em mã zoom. Zoom em M 65 nha. Lên cho chết. Cái đứa này mà bán xong rồi giờ nó rớt mẹ, áo lót ra mất mẹ rồi. Ngồi tao ông nó đem nó đổ khắp nó lựa, cái này nó có cái áo lót bên trong nữa mà. Không quăng đâu mất rồi, phải xoạn ra thì mới bán mò được. Em đây mấy áo lẹ lẹ cho mọi người chốt nha. Con đầm vôn nè. Size bé đúng rồi, cái đó size bé. Cái đó đẹp lắm luôn á. Rồi con đầm vôn giùm em nha, tặng luôn cho mọi người 59k nha. Nói chung hàng thiết kế mọi người. Rồi lên von giùm em 59k giùm em nha. Mã này mã riêu 59k 60kg quay đầu giùm em nè. Con này 60kg quay đầu, con này rất là xịn luôn. Tặng ở 59 ngàn thôi. Con này xịn nè. Con này rất là xịn luôn nha. Trời ơi đẹp chưa. Quá xịn luôn. 60kg quay đầu thoải mái giùm em nha. Nhà hàng này là nó có mẫu bận luôn là đẹp giả mang luôn á. Chất là chất von hai lớp hàng cao cấp giùm em nha, mã riêu em 60kg quay đầu 50 tới 60kg vừa 59k giùm em mã riêu. Riêu 59k giùm em mã riêu. Riêu 59k. Ai chốt quán em coi em lên áo lẻ. Ai chốt đầm không? Chốt đầm thì em lên áo lẻ, xong khỏi mất công. Ai chốt đầm không? Không chốt thì em lên áo lẻ rồi, mà con trong váy xịn nè. Trời ơi nó xịn nè. Rồi con jean nó xịn đét luôn nè mọi người. Rồi con jean này size M giùm em nha mọi người. Khui nút ra nha, hàng hàng cao cấp giùm em nè. Con jean này size M giùm em, hàng cao cấp nha mọi người. Em chốt luôn 35 ngàn thôi. Con này gọi là VIP luôn nha mọi người nha. Chưa khui nút ra đâu, con này xịn đét luôn. Rồi 35k giùm em, mã này mã jean giùm em, váy jean giùm em 35 ngàn size M. Trời ơi mấy con này bận lên siêu đẹp luôn á. Rồi váy jean size M giùm em, hàng cao cấp nha. Ai mà có shop là mọi người bỏ shop bán. Nói chung vậy em đổ 100 ngàn luôn. Em bán mấy con này 100 ngàn được á. Do hàng cao cấp á. Chứ do mặt bằng của em nó giá nó cao á. Hình như là em đổ giá nó cao. Rồi đẹp lắm luôn mọi người. 35k thôi mọi người. Ở nhà mọi mùa trên line nó giá nó quá rẻ luôn á. 35 ngàn. Đây có ai mà hàng Zara luôn. Có ai mà xứ và còn lạnh lạnh nó hơi xe xe. Hoặc là bận bình thường được luôn nha. Nói chung chất thun là bao phê nha. Rồi lên đây em mã này mã riêu giùm em nha. Size 40 tới 55kg vừa giùm em mã riêu.
Rồi chúc riêu lên riêu em tặng luôn 25.000 đi. Mấy con này mấy con xịn nha, chắc là đẹp nha, em sợ tặng nha. Rồi lên riêu em 25k mã riêu. Hàng da ra riêu 25.000. Riêu 25k giùm em mã riêu nè. Con đỏ đô này free size nè. Con đỏ đô này size từ khoảng 40 tới 60 kg vừa giùm em nha. Rồi lên đỏ đô em tặng luôn 25k đi nè. Rồi đỏ đô tặng luôn 25.000. Còn đẹp chưa? Đỏ đô 25k. Đỏ đô 25k. Hiền Nga Phạm không bị hôm bữa kêu cọc không chịu cọc là không có chốt đơn nha Hiền Nga Phạm ơi. Hôm bữa kêu cọc mà không có chịu cọc mà. Bên mình chốt đơn cọc mình mới chốt đơn á, còn không cọc không có chốt đơn nha. Rồi riêu cho Võ Kiều Phương nè. Dự bị cho Huỳnh Ni Ca nè. Rồi đỏ đô cho Võ Kiều Phương nè, ai có đơn cọc em nha. Cảm ơn Mai Hạ nha. Nhiều lắm. Nhưng là bao la bát ngát. Nè nó có trắng luôn nè mọi người nè. Nói chung hàng chất rất là đẹp. Nhưng mà điều là bây giờ cái này là ô cái này nó bị bỏ chung với nó bị dơ che nó rồi. Rồi có ai chút trắng không, lên trắng dơ em tặng nha mọi người. Ai chút trắng dơ lên trắng dơ tặng. Trời ơi đẹp quá à. Về có ai giặt hay về giặt đi, lên trắng dơ tặng giùm em. Rồi trắng dơ em tặng không đồng nha mọi người. Kiểu như là bỏ gấp như vậy này, bỏ chung với mấy cái màu đen á, nó nhiều khi màu nó bị lem ra. Bamboo nam thì để ấy, em cứ cọc đi rồi bữa nào chị like cho. Nói chung chưa có đi đơn đâu, chưa có đi đơn nha. Khi nào nhân viên nó vô đơn mới đi đơn được. Còn bây giờ cứ cọc đi ha, cọc đi rồi là giữ đơn, khi nào đi đơn chị mới báo nha mọi người nha. Ai mà đã chuyển khoản cọc rồi nó ủa sao lâu quá chưa thấy đi đơn là em chưa có đi đơn, khi nào đi đơn em sẽ báo trên tường nha. Em báo trên trang là hôm nay đi đơn là mọi người biết là đi đơn, còn mà em hôm nay làm giữ đơn mọi người chưa có đi đơn đâu ha. Khi nào cảm thấy đủ đơn thì em mới cho đơn đi cho nhân viên nhà em, nó chưa có, có đứa thì chưa vô, còn có đứa vô rồi thì nó lại có việc nó lại về. Rồi tặng cho Huỳnh Nika nè. Thành nên là mọi người yên tâm, đừng có sợ không đủ đơn. Em cho mọi người dồn mới chưa có đi đơn. Thôi một con quần xịn nè. Ai mà sai cỡ này chốt ngay và liền cho em. Con này quá xịn luôn nha. Rồi em tặng luôn nha. Cái này em tặng lỗ. Nói chung là cái này rất là xịn luôn. Em đổ 150.000 đó. Em đổ ngoài chợ 150.000 nha mọi người nha. Em tặng luôn cho mọi người với giá là 49k hơn được. Chỉ có size 26 thôi. Cái này lỗ sặc máu luôn á. Nói chung rất là đỉnh như thế này nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em nha, 49k giùm em size 26. Trời ơi đẹp xuất sắc, phơm từ phơm tới chất nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em, ai size nhỏ lợi lắm luôn á. 49k, cái này có hơi bụi bụi người gì giặt sơ giùm em đi. Do mấy con này đổ ra ngoài nó dơ chết. Trời mấy con xịn này nó đổ ra ngoài nó bị dơ. Em tặng đại lên dơ 35k đi, giặt sơ giùm em nha mọi người nha. Lên dơ giùm em 35k đi. Hello chị Linh nè. Rồi lên dưa giùm em 35.000 size 26 xịn cực kỳ luôn, về chỉ cần giặt sơ là được nha. Do hàng này kiểu như là mấy cái màu mà đổ ra thì nó đương nhiên nó bị dơ rồi, mọi người thấy bung bao chứ mà là nằm trong bao, thành nên là giặt sơ là được á mọi người. Rồi lên mã này mã trắng dưa có 35.000 thôi. Trời ơi, xịn quá trời. Này ai vừa chốt đi, mấy con nó làm bao cho mọi người á, xịn lắm. Trời ơi mấy con này dễ thương chứ nè. Rồi lên đây giùm em mã vàng bò giùm em, ai chúc bò lên bò giùm em nha, tặng luôn 29k. Thun len gân giùm em, nhưng mà là len thường nha, 29.000 giùm em mã vàng bò giùm em, size S size M chúc được giùm em nha. Vàng bò giùm em 29k, size S size M chúc được giùm em, cái này chắc len nha mọi nha. Rồi vàng bò 29.000 giùm em mã vàng bò. Vàng bò 29k, ai mới chịu khoản mọi người báo luôn giùm em nha. Em mới nghe cái tên mà em biết ở đâu ấy. Ai chuyển khoản rồi báo đem rep nha, bò cho Huỳnh Nika nè. Rồi lên mã xanh em tặng luôn 10k mã xanh nè, gân nha mọi người. Mấy con này quá trời quá đắt đẹp. Mấy con này là chất là khỏi phải bàn luôn nha mọi người. Chút xám lên xám giùm em ha. Rồi em tặng luôn 25.000 đi. Mấy con này quá xịn luôn. Con này là chuẩn luôn. Hàng là cực kỳ xịn luôn nha.
Rồi con này nói chung phi size 45 cho tới 60 kg, ok dùm em nha. Cổ nó bận như vậy này, lợt qua bên như vậy, nó thật sự bận chung với quần jean trong váy, cái gì cũng đẹp hết trơn á. Rồi lên xám em tặng luôn 25.000 vải xịn. Rồi xám 25k dùm em ạ, à, xám nha. Ai chúc xám lên xám 25.000. Rồi ai chúc rút lên rút luôn dùm em. Ai chúc rút lên rút dùm em 100% cô tông nha, rút 25k dùm em ha. Rồi con này cỡ khoảng 60 kg quay đầu luôn dùm em ha. 60 kg quay đầu thoải mái đó dùm em, rút dùm em 25.000 100% cô tông. Rồi xám ra số an trước nè, dù vậy cho mình Nika nè. Không có giảm like dùm ơi đâu nha, mấy hai nào là chị toàn dự xã chị tặng không á, thành cho nên là cứ bao giá là bao nhiêu là cứ vậy mà đi thôi, chứ còn hàng này là không có giảm like luôn. Nếu nó đổ xong cái quần này mất mẻ cái quần này của ta rồi, cái này nguyên bộ nè, cái này nguyên bộ mà đem đổ ra, bởi giờ khách nó đông nó chui vô nó tự nó bới nó tự nó lựa nó bung tì le ra đó, mất quần mất áo hết trơn. Khách mà nó đông nghẹt luôn. Rồi lên đây em mã này mã vàng. Rồi lên mã vàng giùm em nha mọi người. Ai chúc vàng lên vàng luôn, cô tông 100% nha mọi người. Con này là cô tông 100% ha. Rồi em tặng luôn 29.000. Rồi vàng 29k nha mọi người. Rồi size này cho bé cỡ khoảng 35 cho tới 55 kg, bận ok giùm em nha. Nói chung rất là đẹp luôn, cô tông. Rồi lên vàng giùm em 29.000 nha. Vàng 29k giùm em mã vàng. Ai chúc vàng lên vàng 29. Đây con sáng còn con nữa nè. Con xám đây nè, pha nè, xám cho mình đi ca đây nè. Trời ơi, mấy con này nó xịn nè, chất nhũ giùm em nha. Free size giùm em, mấy con này free size nha, mấy con này quá vip luôn. Mấy con này bao form cho tới chất luôn nha mọi người nha, đẹp giả mang luôn. Rồi lên đây giùm em, mã này mã nâu giùm em, ai chút nâu, lên nâu free size giùm em, mã nâu. Rồi nâu free size nha, rồi em tặng luôn 29k thôi. Rồi nâu 29k dùm em. Ôi đẹp chưa? Nâu 29k free size, chất là chất vôn thun nhũ dùm em nha, chứ không phải là hàng thường nha, vôn thun nhũ dùm em. Xịn đét luôn. Rồi nâu 29k free size dùm em. Rồi ai chúc nâu lên nâu free size có 29.000 thôi. Rồi con da bò nè. Rồi nâu cho xoáy an nè. Dự bị cho Nguyễn Trúc Linh đi. Rồi lên mã da bò giùm em, tặng luôn 25k da bò. Mấy con này là 25.000. Nhối dạ, nhối gan luôn á, thật sự mọi người luôn nha. Hàng này là hàng nghiêm của ta chứ không phải ba cái hàng ấy đâu nha mọi người. Hàng mà ta nó còn nguyên và nghiêm á, xịn đét luôn á. Cái này ai mà bán shop về em bao cho bán shop luôn, rất là đẹp. 25k giùm em mã vàng bò free size luôn. Nói chung là size từ khoảng 45 cho tới 60 kg á, nếu cao nha, còn thấp người 45 tới 55 kg nha. Rồi lên vàng bò giùm em 25k. Vàng bò 25 ấy, con này em còn con nâu nâu này nữa nè mọi người. Xám xám này, xám đậm nè. Trời ơi còn con xám đậm nè. Xám đậm. Rồi vàng bò cho xoáy an nè. Rồi lên xám đậm đi nè. Trời ơi mấy con nhũ này bận phê lắm, còn rồi em thật sự luôn. Ai khách quen mà chốt mấy con này về kêu vải xấu em trả tiền lại cho. À, có 29k mà em bao như vậy, ai dám bán mà 29k mà bao vậy không? Cái con này nói chung á mọi người, có vô shop mua tệ về là phải 100 mấy một con, là giá chót, là giá rẻ đó nha mọi người nha, chứ không có hàng dài chục ngàn đâu. Vải đẹp lắm. Rồi lên xám đậm giùm em 29k xám đậm. Xám đậm 29.000 giùm em nha mọi người. Rồi lên mã này mã xanh bích cô tông Thái giùm em nè. Rồi xanh bích giùm em tặng luôn 29k xanh bích. Rồi xanh bích 29k. Xám đậm do Huỳnh Mika nè. Rồi lên xanh bích 29k dùm em nha mọi người nha. Chất hơi bị đã luôn á, chất hơi bị đẹp, hơi bị đã luôn nha mọi người nha. Rồi con này chất là cao, phải là 58 kg quay đầu cho em ha. Rồi đẹp lắm luôn, 29k luôn dùm em nha. Phải cô tông Thái dùm em, rất là đẹp. Dày dặn đẹp nha mọi người nha, đẹp lắm luôn. Nó có đính kiểu như kim sa á mọi người. Rất là đẹp, xanh bích 29 nha. Xanh bích 29 cho xoay an, dự bị cho Phan Chiến. Rồi lên riêu luôn dùm em nha mọi người. Em tặng luôn con riêu này, chất cô tông 100%. Rồi riêu 25k dùm em. Chanel đơn giản, crop top nha mọi người nha. Nó dạng như form vừa phải, dễ bận cực kỳ luôn nha. Size từ khoảng 35 cho tới 55, 58 kg bận ok dùm em nha.
Rồi lên đơn em mã này, mã riu em 25 ngàn. Rất là dễ bận luôn ha. Chanel đơn giản thôi. Rồi riu 25k dùm em. Chanel cực kỳ đơn giản, dễ bận. Rồi một áo ghi lê nè mọi người. Rồi cưng vô bận chung chung váy siêu xinh luôn nha. Mấy con này bận chung váy quần sọt siêu xinh luôn ha. Rồi em tặng luôn nha mọi người. Mấy con này là dạng như là hàng của nó là hàng ấy đó. Hàng hãng dạng dạng vậy đó. Rồi riu cho sói an nè. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã caro giùm em nha. Rồi em tặng luôn 29k đi mọi người. Caro 29k giùm em. Rồi con này size cỡ khoảng size M. Rồi caro size M 29k giùm em. Caro M 29 nè. Đúng rồi, áo ghi lê á. Rồi ghi lê cho Huỳnh Nika đi. Rồi lên đơn giùm em mã xanh đen 25k, mã xanh đen giùm em. Rồi V size, size từ khoảng 30 nha. Cái này là bé vẫn bận được giùm em. 30 cho tới 55kg. 30 tới 55kg bận thoải mái giùm em. Mã xanh đen giùm em 25k, mã xanh đen. Xanh đen 25k giùm em, mã xanh đen. Trời ơi, một con cotton 100% là hàng nâu, hàng Hollister nè mọi người. Hàng Hollister nha mọi người nha. Áo này áo nam size S giùm em nha. Lộn vô trong này nè. Áo nam size S giùm em nha. Em tặng luôn 35 ngàn hàng xuất đó mọi người. Hàng xuất nè. Lô này lô hàng xuất đó mọi người, xịn đế như vậy nè. Rồi em tặng luôn 35k nha mọi người. Lên mã trắng giùm em 35 ngàn của nam nha. 40 tới 60kg vừa giùm em nha. Rồi lên trắng giùm em 35k hàng Hollister á. Nói chung hàng chuẩn hàng xuất là nó 100% cotton. Rồi xanh đen. Xanh đen nha Chiến Phan. Rồi trắng cho Huỳnh Nika. Là một con von nè mọi người ơi, hàng trung niên nha mọi người nha. Rồi 35k giùm em nha. Con này 35 ngàn. Rồi lên đây giùm em mã này, mã sọc giùm em ha. 60 cho tới 70kg bọn ok giùm em nha. Chất von nha mọi người. Von đinh đá nè, hàng trung niên nha mọi người nha. Dạ hàng trung niên ha, size nói chung là size to. Rồi lên đây giùm em mã này, mã von giùm em 35k. Von giùm em 35k, chút von lên von 35 ngàn. Rồi lên von giùm em 35k, mã von. Von 35 ngàn giùm em. Von sọc 35 nha Xuân Nguyễn. Em con lấy xanh đen. Con lấy xanh đen, bỏ xanh đen của Chiến Phan qua cho Lê Hoàng Yến nè. Chúng là chính xác nha Phan Chiến ơi. Cái xanh đen bóp lại đi, bỏ cho Lê Hoàng Yến đi. Lê Hoàng Yến ra cọc nha. Ra cọc đơn mới nha. Có đơn ra cọc đơn mới giùm em nha. Rồi sọc cho Xuân Nguyễn nè. Bỏ đó chờ cọc đi. Rồi sọc cho Mỹ Mỹ nè. Rồi chút sọc lên sọc. Ủa con số 2 đâu rồi? Đã hỏi áo trung niên mà áo đá trung niên đã sao em chốt đi. Nó bỏ riêng ra chờ cọc mà sao thể vô trong đấu nha thằng áo này. Em đây sao áo trung niên, áo vôn trung niên đã sao em chốt đi 35 ngàn. Rồi lên mã này dùm em mã sọc nha mọi người nha. Có ai đơn thể qua đó chứ nè gì trời. Rồi còn cái áo kia chờ cọc vứt là lấy lại thảy qua ngay chỗ này chờ cọc. Rồi lên mã sọc giùm em hàng hãng nha. Cái đó mà sáng gì? Đá cho xoáy an nè. Cái màu đó mà sáng gì trời? Sọc đó mà sáng. Rồi vải nó đẹp cho nên mọi người nè. Đừng có thấy em bán giá nó rẻ quá mọi người tưởng em thường nha, em muốn tặng mọi người luôn. Nói chung là đầu năm rồi vậy này kia em tặng nó cho mọi người. 25k xịn đét như vậy nè. Áo này dạng mình bận với quần sọt rồi chân quấy quần jean rồi bao đẹp, áo lửng lửng cà rập tớp siêu xịn nha mọi người nha, hãng giùm em nha. 25k giùm em nha, lên mã này giùm em là mã sọc 25 ngàn. Sọc 25k giùm em, áo bé đó. Sọc 25 ngàn giùm em mã sọc. Chốt sọc lên sọc giùm em 25k mã sọc. Rồi nó này dễ thương quá. Rồi sọc cho Nhung Ngô. Chụp gửi qua cho em giùm mình nha Xuân Nguyễn ơi. Ai cọc rồi chụp hình gửi hết qua trang giùm em nha. Rồi Xuân Nguyễn cọc 50 ngàn. Đi vô đi Xuân Nguyễn cọc 50. Lê Hoàng Yến, có thử Lê Hoàng Yến cọc chưa vậy?
coi cho má sổ thứ ghi đây, ghi Xuân Nghĩ xong anh nhìn nữa. Lê Hoàng Yến chưa làm bữa cặp nên dùng nè. Chấm bài bên Trang giùm chị đi Lê Hoàng Yến ơi. Chấm bài bên Trang nha. Cặp rồi phải không? Mày Mỹ dài cũng cặp rồi luôn đúng không? Dạ ok ok em. Rồi lên mạng nó giùm em mạng cam nha mọi người. Em like Bamboo chưa vậy? Cưng chị vô trễ. Em like xong hết trơn rồi chị Linh. Em mới vừa like Bamboo xong đó. Em bận áo Bamboo em like Bamboo nè. Em mới like Bamboo xong á thì em mới like hàng lẻ đó. Em like Bamboo nãy giờ mà vừa mới nghỉ xong. Rồi lên đi em mã này mã cam em tặng luôn 25k cô Tông Thái nha mọi người, phi size. Con này nói chung từ 40 tới 55 57 kg vừa giùm em nha. Rồi lên đi em mã này mã gặp giùm em, mai chút gặp lên gặp giùm em nha. 25k em cô Tông Thái nha, không có giá này đâu mọi người. Giá này gọi là giá hủy duyệt luôn á mọi người, siêu rẻ luôn nha. Chỉ có này là tặng thôi chứ không phải là bán mua gì đâu ha. Và cam cho Mai Hạ này dự bị cho mình đi cam. Cái này gọi là không còn gì mà để mà nói luôn á. Rồi áo này nó bị chạy đường đường vải ấy, đem tặng 10k comment lỗi giùm em 10k. Nó kiểu như là vải nó chạy một số vải. Áo vải sorry cái này bình thường. Chán ghê luôn. Rồi con đỏ đô ai chốt đỏ đô lên đỏ đô giùm em nha. Rồi em tặng luôn 15.000 đi, không có bị gì đâu. Rồi đỏ đô 15k thun 3D giùm em nha. Size này là từ khoảng 30 tới 50 kg bận đẹp giùm em ha. Cho bé bận ok ha mọi người ha. Bé lấy bận được. Rồi đỏ đô anh tặng 15.000 mã đỏ đô. Đỏ đô 15k giùm em mã đỏ đô. Có ai mà chốt model như vậy không nè? Có ai nhà có bé đồ mà kiểu như mà mới lớn mà tuổi teen rồi này kia mọi người chốt mấy con nè. Con này nói chung là chỉnh sửa lại đi. Em chốt 10.000 thôi mấy con, chỉnh sửa đây nè, nó như vậy nè mọi người nè. Đó. Rồi mọi người bận xong là đang dây lên. Đó đang dây như thế này nè, đẹp lắm luôn á. Rồi các anh chút vàng lên vàng tặng 10k thôi. Vàng tặng 10.000. Dạ rồi ok chị đi ngủ chứ em like rồi, em mới like xong hết thì á. Em còn ít áo khoác. Nói chung em còn ít áo khoác chứ gì đó để mai đem lôi trên quán về còn cái gì em báo cho chị có lấy hết và lấy hết đi chứ cũng chẳng còn hàng luôn. Không còn luôn, nói chung hàng Bamboo nó hiếm á, còn ít lắm. Rồi lên đây giùm em nha mọi người. Con này size XL giùm em nè. Con này con Von nha mọi người. Dạ hàng trung niên á. Size XL giùm em nè. Tay rất là đẹp nha. Rồi lên mã ra giùm em là mã Von. Ai chúc Von lên Von em tặng luôn 30.000 đi ha. Rồi cái này nói chung là che giấu nơi bụng cho những người kiểu như dạng mà có nơi bụng rồi này kia á mọi người. Rất là dễ xài ha. Em tặng 30 tôi size XL giùm em Von 2 lớp hàng cao cấp nha. Rồi nói chung là hàng xịn á. Rồi Von giùm em tặng luôn 30 XL mã Von 30. Von XL giùm em 30k mã Von. Rồi đỏ đô cho Huỳnh Thanh nè. Rồi Von cho Nguyễn Xuân Nguyễn nè. Von cho Xói An nè. Như con Von nó còn con nữa đâu. Cứ bỏ hai cái đó thầy ra kia đây à. Bỏ hai điên vô đây mà thầy. Rồi lên mã này mã đen giùm em nha mọi người. Cái này là hàng của Hàn Quốc nha mọi người. Con này nó dạng của nó là tà xéo nè mọi người nè. Cưng xỉu luôn nha. Rồi cái này của Hàn Quốc giùm em nè mọi người. Chất là chất thun của nó rất là đỉnh luôn nha. Rồi lên đây giùm em mã đây giùm em mã đen. Hai chút đen lên đen 19k thôi. Đen này em tặng luôn 19k thôi nha mọi người. Nhưng mà size này cỡ khoảng 35 cho tới 50kg thôi. 50-52kg thôi nha. Rồi lên đây mẹ mã đen 19.000 rất là đẹp. Rồi đen mẹ 19k mã đen nha mọi người. Ai chốt đen lên đen 19.000. Rồi mấy con này em tặng luôn nè. Ai về bận kiểu như mà bận đi làm đi đồ hoặc lái cho 5m á, cô Tông 100%. Rồi hồng này em tặng luôn 10.000. Hồng 10k giùm em. Rồi 40 cho tới 55kg vừa hồng 10.000. Em tặng luôn hồng 10k. Hồng 10k. Rồi đen cho Huỳnh Ni Ca. Hồng 10.000 áo trung niên.
Bây giờ nó lộn xộn vậy chẳng biết nó nằm như thế nào luôn á. Đâu có sạn ra đâu. Nói chung là ở ngoài kia á, hàng này là kiểu như là cuối năm rồi là chị kiểu như chị đổ ngoài chợ á, gọi là cứ đưa về lần lần á, chị mứa mặt bằng nó dài lắm rồi đổ dọc vô tới bên trong luôn, nó nhiều lắm luôn, là bây giờ kiểu đưa về lần lần rồi nó hút vô vậy rồi về lai chứ chẳng biết là cái bao gì nó có cái gì trong đó luôn. Rồi hồng 10k có rồi đúng không, của số An đúng không, cái đó của ai, cái điên hả, cái đó là gì, rồi hồng 10.000 này, số An này, số An nhiều bị cho Lê Hoàng Yến. Nè con vô nữa nè. Rồi lên luôn đi, 35k mã đen nè. Đó ok chưa, đẹp chưa. Nè đen đá nè. Đó, áo trung niên đen đá 35.000. Rồi lên đen đá giùm em 35k mã đen đá 35.000. Đen đá 35k. Đen đá 35.000. Rồi con đỏ này size L. Rồi đen 35 nha số em. Rồi con đỏ này size L giùm em nha, co giãn cực kỳ tốt nha mọi người nha. Rồi đỏ size L em tặng luôn 19k nha mọi người. Đỏ size L 19k nha mọi người nha. Cái này toàn bộ là em xả tặng nha mọi người chứ không phải bán buôn gì đâu. Nè chất của nó nha mọi người. Rồi đỏ giùm em size L 19k mà đỏ, đỏ L 19 nha. Đỏ L 19k giùm em, ai chút đỏ lên đỏ 19. Rồi lên mã cam giùm em, ai chút cam lên cam giùm em nha, em tặng luôn 10.000 đi. Rồi cam em tặng luôn 10k, sang này cũng 40 tới 55kg vừa. Rồi cam 10.000. Chút cam lên cam 10k giùm em mã cam. Cam 10.000. Rồi con hồng rút free size giùm em nè. Rồi con hồng rút size 40 tới 55kg vừa giùm em nha. Đó nó bo thùng như thế này nè. Rồi lên hồng rút em tặng luôn 25k mã hồng rút. Rồi hồng rút 25.000 giùm em mã hồng rút nha. Hồng rút 25k, cam 10.000 nha Lê Hoàng Yến. Rồi rút giùm em 25k. Rồi lên hồng em tặng luôn 10k mọi người. Ai chúc hồng lên hồng 10.000. Hồng 10.000. Size 30 tới 50kg vừa giùm em nha. Hồng em tặng luôn 10k. Hàng vậy 10.000 nó thua hàng Sida, hàng Sài Gòn nữa, hàng mới mà nó rẻ bèo. Rồi lên sọc luôn giùm em, ai chút sọc lên sọc mình tặng luôn 15k giùm em ạ, à, sọc. Sọc 15.000. Rồi size này từ khoảng 35 cho tới 55kg ok giùm em nha, sọc em tặng luôn 15k mã sọc. Sọc 15.000. Sọc 15k giùm em ạ, à, sọc. Sọc 15 nha, hồng hình thanh nè. Rồi lên mã đen luôn giùm em 25.000 mã đen. Rồi đen 25k cờ đập tết nha, siêu cưng như thế này nha. Size từ khoảng 35 cho tới 58kg bận ok giùm em nha, cưng xỉu luôn nha. Con này hôm bữa mà quá trời người chốt mà em xả đơn ra, không có đơn mà bây giờ nó đem đưa ra ngoài á, đưa ra ngoài chợ thành nên là em không biết còn. Em xả đơn của khách chốt nhiều lắm mà em xả ra hết trơn. Rồi đen 25.000. Đen 25 nha xoáy em. Còn nữa không? Em từ ở cái đi nó coi được còn nữa không đâu. Rồi đen cứ bỏ vô hai cái đi cho Huỳnh Đi Ca này đi, rồi tới hôm nay tính tiếp. Rồi một con đá nữa nè mọi người, một con áo đá nha mọi người, chất là bao xịn nha. Con áo đá này chất rất là xịn nha mọi người nha. Chất này là chất phun mô riếp thái giùm em nha, xịn đét như vậy. Rồi lên trắng em tặng luôn 35k, ai hơn được nha, xịn đét luôn á, 35.000 em mã trắng. Trắng 35k Boris nha mọi người nha. Con này 60kg quay đầu thoải mái cho giùm em nha. Rồi trắng em 35, ô con này đổ ra ngoài nó bị dơ rồi. Rồi lên mã dơ đi, tặng 25.000 về giặt sơ giùm em. Rồi lên dơ 25k về giặt sơ giùm em nha. Ngày vải nó xịn, nó dơ phía sau lưng tí xíu. Rồi lên dơ giùm em 25.000. Dơ 25k về giặt sơ đi mọi người. Chút dơ lên dơ giùm em 25.000. Rồi xám chất vải nó đẹp. Rồi lên xám em tặng luôn 15k.
Size này từ khoảng 30 cho tới 45 50 kg vẫn được giùm em tùy theo chiều cao nha. Rồi lên xám em tặng luôn 15.000 mã xám. Xám 15k. Rồi dưa cho xoáy an nè. Rồi xám 15.000. Rồi lên đen, chút đen lên đen tặng luôn 15k mã đen đi. Rồi đen 15k, size từ khoảng 35 cho tới 55 kg vừa. Rồi đen tặng luôn 15.000. Đen 15k giùm em mã đen, ai chút đen lên đen 15. Đó dưa là cái trắng dưa đó. Rồi con đi này cổ đổ nè. Đen 15 nha Lê Hoàng Yến nè. Rồi con này cổ đổ như thế này nha mọi người nha. Đẹp chưa nè. Cổ đổ hàng Quảng Châu luôn. Lên đen 25 luôn đi nè. Rồi đen tặng luôn 25k. Trời mấy con này nó sang giả mang luôn á. Thề luôn. Mấy con này bận lên là hơi bị sang nha mọi người nha. Đổ như thế này nè. Cổ nó vẫn là cổ tròn nhưng mà nay may dính ở phía bên bên cái phần bên này nó đổ xuống rất là đỉnh luôn nha. Rồi lên đen tặng 25k thôi nè, rất là đẹp luôn. Đen 25k xịn đét luôn á. Đen 25.000 giùm em mã đen. Đen 25 nha xoay an. Rồi lên trắng 25k luôn giùm em mã trắng nha mọi người. Rồi lên trắng 25k giùm em mã trắng. Trắng 25.000. Ghi số an cộng triệu vô đi. Ghi vô đó, số an cộng triệu. Rồi lên trắng 25k giùm em. Thun là thun gân nha mọi người nha. Thun gân như thế này nè. Rồi lên trắng 25.000 giùm em. Trời ơi, nó còn rẻ hơn hàng ôm lô nữa. Mọi người lựa từng cái mà giá nó rẻ xình luôn á. Rồi lên trắng 25.000 giùm em mã trắng. Trắng 25k giùm em mã trắng. Rồi cam này mua đen nè mọi người. Ai chúc cam lên cam nên em tặng luôn 15.000 đi. Rồi lên cam em tặng luôn 15k mã cam nè. Phơm này phơm dài nha. Phía sau nó mua đen như vậy nè. Rồi lên cam em tặng 15.000 luôn. Cam 15k. Ôi nó còn một con hồng rút nữa nè mọi người. Ôi xịn chứ nè. Rồi lên đơn giùm em hồng cam chứ hồng rút hồng cam giùm em nha. 25k hồng cam. Chất này chất nhũ á mọi người ơi. Chất nhũ mà nhũ thun nha, xịn như vậy nè. Rồi hồng cam giùm em cưng xỉu luôn á, vải xịn đét luôn. Rồi hồng cam giùm em 25k phi size nha mọi người. Hồng cam giùm em 25.000, mọi người nhìn mẫu bận cho nó dễ nè. Cái màu này của mẫu bận luôn nè, đẹp lắm luôn. Y cái màu của mẫu bận luôn nha, xịn đét luôn. Rồi lên đưa em mã hồng cam 25k mã hồng cam. Hồng cam 25.000. Hồng cam á. Từ. Rồi cam 15 nha Huỳnh Ni Ca. Hồng cam nha Xói An. Rồi lên da bò giùm em nha. Ai chúc da bò lên da bò giùm em ha mọi người nha. Nè, áo hút đi như thế này nè. Trời bé bận lên siêu cưng nha mọi người. Rồi 25k giùm em mã da bò. Da bò 25k giùm em nha. Mấy con này quá trời cưng luôn. 25k mã da bò giùm em nè. Cưng xỉu luôn. Da bò 25k giúp em. Rồi lên đỏ đô xanh L giùm em mã đỏ đô. Đỏ đô anh L 25k giùm em mã đỏ đô. Rẻ quá trời luôn á. Rẻ kinh khủng luôn. Rồi đỏ đô 25k giùm em xanh L. Rồi một con sơ mi crop top nè mọi người nè. Rồi chốt tặng luôn 25k mã sơ mi. Rồi sơ mi 25.000 giùm em nha mọi người nha. Size này cỡ khoảng 30 cho tới 50 kg thôi. 30 tới 50 kg bằng đẹp giùm em nha. 50 52 kg đâu gì đó ha, dạng cờ đập tết như thế này siêu cưng ha. Rồi caro giùm em 25. Rồi đỏ đô cho Xói An. Caro 25k giùm em ạ, caro. Caro 25.000. Con này dạng áo dây á mọi người. Áo dây như thế này nè. Lên mã dây em tặng luôn 10k đi. Rồi dây freestyle tặng 10.000. Dây freestyle 10k giùm em mã dây. Dây 10 ai chúc dây lên dây 10. Dây 10k giùm em mã dây.
Rồi lên trắng giùm em nha. Size 30 cho tới 45kg vừa giùm em mã trắng, 25k mã trắng. 30 tới 45kg vừa trắng, 25k mã trắng. Rồi da da hình Nika. Rồi một con quần đùi nè mọi người. Quần đùi thể thao nha mọi người. Size từ khoảng 40 cho tới 58kg vừa giùm em mã đùi thể thao giùm em nha. Rồi tặng luôn 20 đi. Rồi đùi thể thao 20. Đùi thể thao 20 giùm em. Đấy, có ai cho bé mình nó bận nè. Nói chung là một con trong váy như thế này nè. Váy yếm đó mọi người. Rồi em tặng luôn 25.000 đi. Con này cho bé đi học được, đi chơi, đi đồ bọn đẹp luôn giùm em nha mọi người nha. Rồi lên mạng này mà yếm bé giùm em 25.000. Rồi yếm bé giùm em 25k nha mọi người. Ai chúc yếm bé lên yếm bé 25.000. Rồi em bé 25k. Trắng 25k cho Thôi An. Rồi đùi cho Phan Chiến. Rồi các anh chúc váy lên váy giùm em, váy yếm nha mọi người nha, 25.000 thôi, rất là xịn luôn. Rồi nói chung là cho bé từ khoảng nè, nó là cái quần đó mọi người. Đó, thành ra là cảm tặng đại 20.000 để ai hơn được 20.000 nha, rất là xịn sò luôn ha. Là cho bé bọn áo thun hoặc áo sơ mi gì bên trong nó rất là đỉnh luôn nha. Rồi cái này nói chung là cho bé cầu khoảng 35kg quay đầu giùm em. 35kg quay đầu giùm em lên mã váy giùm em ha. Còn mấy cái nữa em đang ráng lên mấy cái nữa hết em nghĩ. Rồi còn con đỏ đô nữa nè, 15k luôn em mọi người. Đỏ đô 15k còn con nữa. Đỏ đô 15.000. Rồi ai chúc gạch lên gạch giùm em nha mọi người. Ai chúc gạch lên gạch giùm em, body thái luôn giùm em 15k mã gạch. Gạch 15k giùm em nha mọi người, body thái giùm em. Rồi size này nói chung 45 cho tới 55kg vận thoải mái giùm em nha, co giãn cực kỳ tốt. Gạch 15k giùm em mã gạch. Rồi các anh chúc riêu lên riêu giùm em, tặng luôn 15.000 mã riêu. Size 40 tới 58kg ok giùm em nha. Rồi riêu giùm em tặng luôn 15.000 mã riêu. Riêu 15. Dạ không, cái này là nói chung em like đồ của người lớn á. Riêu 15 nha, Xoay An. Em like đồ của người lớn á chứ ơi. Lai đồ người lớn, bữa nay em lai đồ em bé em báo nha. Rồi lên đưa giùm em mã này giùm em là mã hồng cam. Hồng cam phi size giùm em nha. Xấy trên lời nhưng mà to hàng hãng giùm em nha. Rồi hồng cam 25k giùm em, size to lắm. Hồng cam 25k giùm em, chất vải là bao nha mọi người nha. Chất vải là mát cực kỳ luôn. Rồi lên đưa hồng cam giùm em 25k hàng hãng. Hồng cam 25.000, quá rẻ luôn. Rồi lên mã vàng giùm em. Trời ơi đẹp chưa nè. Trời ơi cái tay xuất sắc luôn nha mọi người nha. Ai mà chốt được con này sướng luôn nha. Em chốt vàng luôn 25.000. Resize trời đẹp chưa. Rồi vàng 25k trời ơi tay đẹp quá mọi người ơi. Cái tay này lên làm bao đẹp nha. Vàng 25.000 giùm em. Ai chốt vàng lên vàng 25. Vàng 25k. Vàng 25 như Huỳnh Mika. Rồi một con sơ mi nè mọi người. Sơ mi xăm giùm em nha mọi người. Sơ mi xanh size M giùm em tặng luôn 15.000 để ai hơn được ha. Nói chung là chất rất là đẹp. Nhưng mà cho hàng này lẻ lẻ với nói chung em bán cũng lời rồi. Bây giờ là em xả tặng cho mọi người thôi. Em đổ thì em lời nhiều rồi. Thành nên bây giờ em tặng hết cho mọi người. Rồi lên đây giùm em mã này mã xanh 15.000. Chứ không có hàng gì mà giá 15.000, 20, 25.000 đâu. Mà hàng mới đâu mọi người. Hàng mà giá 15, 20, 25.000 chứ có hàng xài rồi thôi. Hàng mới không có giá này đâu nhưng mà em bán rồi, còn em bán tặng rẻ mọi người. Rồi lên xám thì em tặng luôn 10k đây nè, đẹp vai nha mọi người. Size 30 cho tới 45kg bận đẹp giùm em. Size 30 tới 45kg bận đẹp giùm em nha, đẹp vai vậy nè, xám 10.000 luôn đi nè. Rồi sơ mi xanh cho Huỳnh Thanh. Xám 10.000 cho Huỳnh Nika. Rồi lên mã này mã xanh bích giùm em nha. Body giùm em, body là body thái nha, co giãn cực kỳ tốt như thế này nè. Rồi lên đơn giùm em mã này mã xanh bích. Con này chắc từ khoảng 40 tới 60kg quá. Rồi xanh bích giùm em 25.000. Body thái nha, co giãn cực kỳ tốt luôn. 25k giùm em rồi mà con sơ mi tặng luôn nha mọi người đi. Con này em tặng luôn 15.000, hàng này hàng Aber á. Aber là hãng giùm em nha mọi người nha. Con Aber là hãng. Nhưng mà con này size nhỏ thôi ha. Con Abo này size nhỏ thôi. Size này có khoảng 50kg quay đầu thôi. Rồi lên mã sơ mi em tặng luôn 15k. Sơ mi 15.000 hàng Abo nè.
Rồi sơ mi 15 ngàn. Rồi xanh bích cho Thái An. Sơ mi cho mình Nika. Rồi lên đây giùm em mà nó giùm em là mã da giùm em nè. Ai chút da lên da giùm em nha mọi người. Trời cái chất của nó này đạo lắm, mắt lạnh luôn, tặng luôn 20 ngàn đi ha, 20k giùm em. Rồi lên da 20. Phi size 60kg quay đầu giùm em, da 20 ngàn mã da. Da 20 à, như cái con này là áo dây nhưng mà hàng hãng mọi người, đó hàng xịn hàng xốp chứ không phải là hàng thường đâu nha. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã dây giùm em Quảng Châu nha mọi người. Quảng Châu dây này size nói chung là nó để size L á. Rồi con này bỏ ra đổ ra nó bị dặm dơ, em tặng mọi người 10 ngàn về giặt sơ giùm em nha, lên đổi dơ dơ xíu thôi. Nói chung hàng mà đổ đóng là cách nó chiên chút nó lựa là nó phải dặm nhiều cái, nó bị dặm vô trúng nó dơ xíu à, giặt sơ ha. Rồi đổi dơ em tặng 10 ngàn, dơ tí xíu phía sau này xíu xíu. Rồi dơ đổi dơ 10k giùm em mà đổi dơ dơ 10 ngàn. Rồi lên mà đổi dơ giùm em 10k, đổi dơ 10 ngàn. Rồi ai chúc mã này lên mã gặp giùm em nè mọi người, ai chúc gặp lên gặp nha mọi người nha. Rồi gặp giùm em size này cỡ khoảng chắc là từ khoảng nói chung là 48 cho tới 58 kg gì đó vừa. Rồi lên mã gặp chắc là chất thun giấy giùm em 25k giùm em nha, nói chung là rất là đẹp. Cái này ai cao thì 60kg quay đầu giùm em nha, chất này chất thun giấy nó siêu co giãn luôn. Nói chung ai bận thun giấy rồi là biết nha, do em có bận nhiều rồi em biết ha. Nói chung cái chất vải của nó, độ dạng nó rất là tốt luôn ha mọi người nha. Đầu dạ nó cực kỳ tốt nên gạch 25 ngàn. Gạch 25k. Xanh bích có rồi đúng không? Bỏ chứ còn Nika nè. Gạch 25 cho Xoay An. Cái đó là gì ạ? Dây đi, gọi dây trước. Cái da có không? Rồi trắng giùm em nha, chất rất là mát như thế này nè. Ai chút trắng lên trắng luôn giùm em nha, tặng luôn 15 ngàn thôi, cô tông dẻo nha. Cái này nói chung là lỗ sắp mặt luôn, nhưng mà em đã lời rồi, thành nên là bây giờ là em xả tặng cho mọi người nha. Chứ không quan trọng lời lỗ nữa. Nói chung là như vậy nè, rất là xịn như vậy nè. À nên nhiều khi mọi người thấy 15, 19, 25 ngàn, 35 ngàn rồi mọi người tưởng đâu là hàng si, hàng xài rồi. Em không bán hàng xài rồi nha mọi người. Do hàng này nói chung là Tết em đổ chợ thành đông tây em lời nhiều rồi, nó thẳng ra là như vậy. Thành nên bây giờ còn cái nào còn sót là em sẽ tặng cho mọi người ha, chứ không phải là bán đâu. 15 ngàn, trời ơi, trắng nó đẹp nè. Cô Tâm dẻo giùm em ha. Trắng 15k giùm em. Rồi lên mã hồng giùm em tặng luôn 10 ngàn đây nè. Con này nói chung là hàng này là size này của bé đâu lộn vô đây nè mọi người nè. Con này của bé nha mọi người, nhưng mà bé này size khoảng 35kg quay đầu giùm em, xịn lắm, em tặng 10 ngàn thôi. Hơn được nha, nè, xịn như vậy nè. Rồi hồng giùm em 10k giùm em, mã hồng của bé nha. Hồng 10k. Trắng 15 cho hình Nika. Rồi hồng cho hình Nika. Rồi xám giùm em nha, con này con len nha mọi người, free size giùm em. Con len free size nha, cỡ nào vừa giùm em nha. Lên mã len giùm em 25k mã len. Rồi len 25k free size nha. Len này là mọi người bận thường được chứ không phải là bận lạnh đâu nha mọi người nha. Chất của nó gọi là siêu co giãn luôn nè, chất nè. Trời đã lắm luôn. Rồi lên len giùm em 25 ngàn, đơn giản dễ bận ha. Len 25k giùm em mã len. Len 25k giùm em. Rồi lên gạch em tặng luôn nha mọi người 10 ngàn, 5 ngàn. Gạch 15k giùm em nha. Size này 40, 35 cho tới 55kg vừa. Gạch 15k giùm em mở gạch. Rồi lên xám cho Long Hà. Rồi dự bị cho Chiến Phan. Dự bị cho Hình Thanh ghi vô đi. Để nó có đơn rồi bỏ vô, còn không có thì bỏ cho khách dự bị ghi vô. Chiến Phan với Hình Thanh vô. Nói chung là có đơn tranh thủ chốt thêm đơn, với do là chưa có đi đơn đâu nha mọi người. Ai mà có đơn á là như vụ chưa chốt được, hôm nay ngày mai chốt, ngày mốt chốt nha. Khi nào em đi đơn em báo nha. Trời ơi, con này cô Tông Thái nè, trời ơi, nó xịn nè. Rồi cô Tông Thái giùm em nha mọi người, lên mã này mã vàng nó có rút dây ra nè, xịn lắm, em tặng luôn 25 ngàn. Đấy, con này em bao xịn mà bao VIP cho mọi người nha.
Rồi lên vàng 25k giùm em mã vàng là con này nè nha, la bo nha. Con lên là con này nè, mở đi đâu vậy? Vàng 25k cho Lê Hoàng Yến. Rồi lên đi em tặng luôn 15k mã đen đi. Đen 15.000. Size từ khoảng 35 cho tới 50, 52kg nha. Rồi đen 15k giùm em mã đen. Đen 15k giùm em mã đen. Con này nó có bột nơ phía sau như thế này nè. Mọi người bận lên mọi người bột lên giùm em nha. Rồi lên mã nó giùm em là mã mã xanh giùm em 25.000 đi. Con này là nói chung hàng của Hàn Quốc hay sao á. Cổ tim nha, mọi người bận lên là nái lên ha. Mọi người phi size giùm em nha. Con xanh là phi size giùm em, xanh 25k giùm em mã xanh. Xanh 25.000. Xanh 25k giùm em ha. Rồi lên xanh đen luôn giùm em 15k mã xanh đen. 35 cho tới 55kg vừa. Xanh đen giùm em. Xanh đen 25, 15.000. Xanh 25.000. Rồi xanh đen 15 cho Lê Hoàng Yến. Rồi đem tặng luôn 15k mã đen nha. Co giãn cực kỳ tốt như thế này nha mọi người nha. Bo rip giùm em nha. Thun gân á, nói chung co giãn cực kỳ tốt luôn. Rồi lên đen tặng luôn 15k mã đen. Size này cỡ khoảng 30 cho tới 50, 52 nha. Ký là bọn ok giùm em nha. Nói chung free size á mọi người, dễ bận lắm. Rồi đem tặng có 15.000 cỡ đập tớp siêu cưng như thế này nè. Rồi lên đen 15k nha mọi người. Không có hàng gì 15.000 đâu. Rồi đen 15k giùm em. Rồi con trắng này là phối nè. Rồi đen 15 nha Phan Chiến. Con trắng này chất cô tông 100% nha. Rồi phối như thế này nè, siêu cưng. Free size giùm em 60kg quay đầu giùm em ha. Rồi lên mã trắng giùm em ai chút trắng lên trắng giùm em tặng luôn 20. Cái này là cái tan của nó mọi người, giờ gỡ ra nha. Cái mã vạch để nó chết á. Rồi lên đây giùm em mã trắng 20 free size giùm em 50-60kg bận được. Rồi con sơ mi em tặng luôn 15.000. Trời ơi, mấy con này mà tặng 15k là mọi người biết, mọi người nhận đi, mọi người biết hay sai lời giùm em, đẹp lắm. Rồi em tặng 15.000 thôi, trời ơi, xuất sắc chưa nè. Rồi sơ mi em tặng 15k nha. Trời ơi, bên ngoài vải nó còn đẹp hơn. Rồi sơ mi em tặng 15.000. Sơ mi 15. Nè mấy con này em có mấy con luôn, hàng cao cấp nè. Sơ mi 15 cho mình Nika. Trời ơi, nó đẹp nè. Rồi con cao cấp, ai chốt cao cấp lên cao cấp giùm em nè. Rồi em chốt luôn 30.000 đi. Đá nha mọi người nha. Rồi lên đây em 30 nha mọi người nha, 30 giùm em. Nói chung là cái này size còn khoảng 40 cho tới 58kg quá, 30.000. Cao cấp 30 cho hình Nika nè. Rồi trắng 20 cho Anna Phạm. Anna Phạm ra cộng nha. Sao kỳ vậy? Like từ sớm giờ mà muốn chuẩn bị nghỉ rồi. Like mấy cái nữa hết bao này nghỉ rồi cho mới khui nữa. Mọi người ai mà ấy mọi người canh đi dài dài tới em like em xả rẻ em tặng rẻ hết cho mọi người nha. Ai có đơn mọi người chờ dồn đơn đi. Do cái hàng này nói chung là em đổ em lời rồi, thành nên là em bán giá mọi người cho mọi người siêu rẻ luôn. Trong 2 ngày tới em sẽ cho mọi người dồn rồi để em đi đơn á, là em bán mọi người giá siêu rẻ luôn nha. Ai cứ canh like đi rồi kiểu như là dồn đơn rồi khi nào đi đơn em báo nha. Rồi con là một con character nè, vải rất là xịn nha mọi người nha, vải cô tông giùm em nha. Nói chung vải nó dày đẹp luôn. Lên mã này mã sọc giùm em nè. Cái này có mẫu bận luôn. Nhưng mà cái nâu này nó còn đẹp hơn của mẫu bận luôn á ha. Rồi lên đây giùm em mã này mã nâu 25k cờ đập tớp nha. Cái này nhà ai có bé size từ khoảng 30 cho tới 55-57kg bận được. Người lớn mình bận được nha, chứ không phải là bé đâu nha. Nói chung là bé bận được và người lớn bận được cho em nha. Lên mã nâu giùm em 25.000. Rồi sắp hết rồi, còn mấy cái cuối cùng là em tặng hết cho mọi người nha nè. Mấy con quần tay này tay xịn nè, em tặng luôn cho mọi người, còn ba con em tặng luôn hết cho mọi người ha. Rồi nâu 25 là sọc hả, sọc cho Phan Chiến nè. Như vậy cho Long Hà. Rồi lên đơn giùm em mã này mã bill giùm em tặng luôn 10
19.000 đi. Ai chốt lên đơn sọc trắng đen giùm em 19k. Con ơi, bọn quần sọ hơi bị đẹp á. 19k giùm em nha. Mã sọc giùm em 19.000 nè. Vâng chưa nè. Rồi, sọc giùm em 19k giùm em nha. Đi size 19k giùm em ha. Giờ lên đơn giùm em mã này, mã hồng luôn giùm em ha. Ai chốt hồng lên hồng giùm em. Rồi hồng em tặng luôn 19.000 đi. Toàn bộ là đồ mới nha. Nhiều khi mọi người thấy em bán rẻ quá, mọi người nói trời ơi, sao mà nó bán đồ gì mà sao mà rẻ chứ à. Nói thẳng ra là em bán em lời rồi, em đổ là giá cao, chứ mà em đổ này đâu do mặt bằng em thuê nó cao, em bán giá cao nhưng mà em lời rồi. Bây giờ còn cái này thì em bán tặng cho mọi người giá rẻ, chứ không có hàng gì mà giá 19.000 đồ như vậy đâu nha mọi người nha. Rồi beo cho hình Nika nè, hồng luôn nha, hình Nika nè. Rồi lên xanh luôn, tặng luôn 19k. Nó có con xanh, những con trắng đó. Chốt em tặng luôn 19.000 mã xanh đậu và màu trắng nha, 19k luôn giùm em nha. Cưng lắm luôn á. Nói chung là cưng lắm, hàng gân siêu co giãn nha. Gân siêu co giãn tặng luôn 19.000 đi mã xanh. Rồi lên mã xanh và trắng 19k giùm em. Cưng lắm luôn á. Nói chung bọn quần jean, quần trong váy, quần sọt, quần ơi gì cũng đẹp hết. Rồi xanh giùm em 19k mã xanh. Xanh 19.000 giùm em mã xanh và trắng nha. Xanh dưới trắng 19.000. Xanh và trắng 19k giùm em. Là con này con đen nè. Rồi ai chút đen lên đi giùm em nha. Cô tông giấy giùm em, cái này em có con. Dạ chứ lúc em bận mọi người hỏi dữ lắm luôn á, mà cái hồi em bán thì không thấy đâu á. Đưa sát cho nên bị chám màu. Rồi lên đi em tặng luôn 25.000. Chắc là chắc cô tông giấy giùm em nha. Siêu mát nha. Rồi lên đi giùm em mã này mã đen giùm em. 25k mã đen. Beo là cái đen trắng á. Rồi lên đen 25.000 giùm em mã đen nha mọi người. Ai chốt đen lên đen 25. Đen 25k giùm em á. Rồi con xám này em tặng luôn cho mọi người 10.000. Chấm bài giùm em được không mọi người. Rồi xám này em tặng 10k thôi nè mọi người nè. Ai chốt lên đơn giùm em nha. Rồi lên xám 10.000 giùm em mã xám. Xám 10.000. À, bây giờ em còn ba cái quần tây em tặng cuối live em nghỉ nha. Quần tây là hàng vải tuyết mưa cao cấp giùm em nha. Quần tây là hàng vải tuyết mưa cao cấp giùm em ha mùi ha. Xám 10.000 nha Xói An nè. Rồi con này là con quần tây cao cấp nha. Nếu mà ai xài tuyết mưa rồi là biết nha. Không xịn em trả tiền lại cho. Rồi con này là size 22, size 25. Rồi size 22 với size 25 nha mọi người. Em tặng cho mỗi người con 20.000 thôi. Cái này là tặng nha mọi người nha, chứ không phải bán đâu ha. Cái này là quần vải tuyết mưa, là hàng cao cấp cho em. Nếu mà ai là dân công sở mà đã may quần lên quần tây mà hàng tuyết mưa là biết hàng cao cấp như thế nào nha. Bên ngoài màu xanh đen chuẩn luôn giùm em, không xịn em trả tiền lại, em tặng có 20.000 thôi. Size 22 và size 25 em có 3 con thôi, em tặng cho người con 20. Em kết thúc like nha mọi người nha. Rồi lên đây em mã này mã xanh đen. Chuẩn màu xanh đen luôn nha mọi người. Con này là chuẩn màu xanh đen luôn, không xịn em trả tiền. Rồi nhanh tay lên xanh đen giùm em 20k mã xanh đen size 22 và size 25 cho bé nha mọi người nha. Size 22 và size 25 cho bé này. Trời nó đẹp lắm luôn, nó xịn đét luôn á. Cái này ai mà kiểu như mà mua tặng hay chốt cái xịn giả mang luôn. Size 22 và size 25 cho bé bận đi học được, đi chơi được nha. Rồi xanh đen. Xanh đen 20k size gì vậy Huỳnh Nika ơi? Em lấy luôn 3 cái đi nè cưng nè. Cái này là nói chung mà em có làm từ thiện, em lấy về đi, em tặng đi, rất là xịn luôn. Con này mua tệ phải trăm mấy một con ha. Cái này chỉ tặng có 20.000 thôi, không xịn trả tiền lại luôn, xịn lắm, hàng vải tuyết mưa xịn cao cấp mà. Rồi bây giờ em nghỉ like nha mọi người nha. Ai muốn chốt thì nữa ngày mai. Ngày mai em like em báo nha mọi người nha. Ngày mai em like em báo. Còn em lấy sai gì thì em báo ha. Rồi ok, ba con bỏ chứ một bao cho Huỳnh đi can. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn mọi người ngày mai. Bye bye. Bye bye các tình yêu, có ai chúc em đâu mà. Bye bye mọi người.